mà vô cái đó hơi ngợp. Đụ má mày, viên đạn công lý. Qua 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 qua. Tự nhiên sao tản ra hết vậy ta, sao tự nhiên ai cũng tản ra vậy ta. Qua 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 qua. Mẹ mày. Mơ gì ơi. Thằng Mới Di làm gì du dịch? Mày đang làm gì? Mới Di! Mày làm nhiệm vụ nên ba. Nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ đó là nhiệm vụ gì? Kiếm lờ select bánh đi AB. Chơi game à? Ê, Mới Di, Mới Di, anh núp trong toilet, mày giả bộ mày vụ đi tôi Mới Di. Mày đứng bên đây nè, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây. Đứng bên đây nè, giả bộ làm vụ này nè. Rồi, vụ, nè đứng. Một người rồi, một người chết, một người chết. Một người chết à, một người chết à, sao bố biết, sao bố biết? Có người báo. Thầy Hề mới báo, thầy Quang Hề mới báo. Đi kiếm, đi kiếm liền luôn. Ơi, lại lộn Sky, Sky lại đâu. Ê, coi chừng nha, random là coi chừng có ám sát nha, cẩn thận nha. Ôi, đây nè, sát nè. Ơi, ơi. Kiểm tra đi. Có người, chức năng làm gì đây? Rồi, xong chưa Quang Hề? Ok nha, mình có nên rì văn bọt không nhỉ? Giả bộ điên vòng đi. Em định mò để em coi bên này. Anh với lại thằng Mơ Di là không có lên đó rồi đó. Anh với thằng Mơ Di là không có lên đó rồi đó. Anh với Mơ Di đứng ở dưới từ lúc spawn ra tới giờ luôn. Không ai đi sửa nha. Mới đi từ dưới lên chung rồi nói gì trời. Sao không đi sửa nha. Mày gì? Nãy giờ làm gì vậy? Đồ mẹ nhiệm vụ gì mà sao đổ mấy cái giọng gì kỳ vậy? Là sao nữa? À, xe. Có ai chết không vậy? Có ai chết xe không vậy? Lo cái giờ. Ôi! Đi con mẹ mày. Ông quyền. Độ má mà hên, mình là cảnh sát công lý. Mình đi bọn lên đi. Ai cha. Ai da mọi người ơi. Rất là ghê gớm nha mọi người, ở dưới cống là tới hai cái xác là mọi người. Dưới cống hai cái xác, lúc tôi đi xuống tôi sửa điện có tới hai cái xác. Một cái xác là thầy Quyền với một cái xác là hình như là thằng Đàm hay là gì đó. Tôi đi bọt luôn. Vậy là double kill. Ừ. Hai cái. Đúng. Trước khi loại trừ đi, mình loại trừ đi. Là em thấy chính mắt Celeb giết bọt luôn. Celeb giết bọt hả? Đòi nhầm đầu bên này ơi, có người gì đó. Có người biến đổi cải trang đúng rồi, cải trang. Em có một cái thông tin này nè, là cái lúc mà ở chỗ vùng chuông á, Celeb kêu bọt đi theo, xong rồi Celeb đuổi em đi, không cho em đi theo. Đúng rồi. Không có, cái đó là kẻ cải trang à Thành ơi. Có người cải trang. Đúng rồi, giọng người cái dạng gì, bên kêu. Đúng rồi, nó to. Anh ba ơi, làm gì vậy? Đuổi đi chỗ khác. Đúng rồi, có một dự kiện nữa. Đúng rồi, có một dự kiện đó, hồi nãy quấn liên minh Celeb bị bọt bóp vô mặt. Đúng. Không, giết bọt bọt kẻ thù. Thằng nó dí em, thằng Dành nó dí em nha, nhớ nha. Không tin của tôi nha. Không, để từ từ để nổi cái xác mà ở trên kia là anh với lại Quan Hề với lại Bu thấy là cực quay à. Là Ron vịt của Annie, Ron vịt nha. À Ron vịt luôn à, Ron vịt luôn hả? Anh vịt luôn. Vịt gì? Nhưng mà sao mới đau đầu mà biết tên vịt, biết người ta là vịt. Kìa thì mới khám xong rồi rau này là vịt luôn. À. Vậy là có phe thứ ba giết đó. Nhưng
phe thứ ba chim ơn, chim ơn rồi, vậy là có chim ơn rồi anh Trung. Sếp rủ bọt lên xong đuổi em đi nè. Không đúng, không đúng, rõ ràng là có kè cả Trang. Cái khúc ở trường mới ăn dưới trạm cảnh sát đúng không anh Thành? Vậy từ từ nghe, để từ từ, để anh lộ, để anh lộ trường cái nghe. Để từ đung chuông đi lên á. Rồi đúng rồi, đúng rồi. Rồi từ từ anh Trung đúng bây giờ là cứ bây giờ mình cứ để Celeb với lợ cũng có một con dịch chết rồi nên cũng không sao. Để lão trừ cái anh là anh với lại cái xác mà lúc ở trên đó là anh với thằng Moji Sibon ra là làm nhiệm vụ ở dưới luôn, không có đi lên trên đó. Rồi Bu Bu đi với lại Quan Hề nãy giờ là không sao. Đó thì lão trừ được 4 người, có Sky nữa đúng không? Là lão trừ 5 người, ok chưa? Dạ. Vậy là còn em nói chứ trời ơi. Em Di tới chơi, hỏi Quỳnh, Celeb, thằng Dealer với lại Tứ xin lỗi là Kumi, Kumi hơi im, có thể hai vợ chồng này hay là như nào đó. Hai vợ chồng này sát hại lẫn nhau. Em cây với cả Tứ xin lâu hả? Đang chỉnh mình. Ủa mà sao thầy Quyền mới đi với mình mà sao thầy Quyền chết vậy anh Trung? Không biết nữa, thầy Quyền thấy ở dưới cống. Hai xác kế bên luôn. Hai xác kế bên nhau. Anh Trung là Lê Kiệt hả? Anh Trung Lê Kiệt. Sinh nhật em A Ba ơi. Anh Trung là cái gì vậy anh Trung? Mạnh mèo, mạnh. Mạnh. Mạnh mèo. Mạnh mèo. Chắc cái Lê Kiệt cho anh Mạnh. Đúng đúng, Lê Kiệt. À đúng sao? Là sao tự nhiên mà đúng đúng rồi sao? Sao chứ? Là sao vậy? Là sao nữa tự mình phải nói với nhau mình là phải nói mình sao anh Ly gật chứ hữu. Ừ. Anh Trung mày phải nói tại sao Ly gật. Tại vì anh Trung đi chung với tôi nguyên một đoạn mà anh Trung không giết tôi. Không giết. Rồi okay, xong còn đó, kêu còn okay, kêu đó. Thằng Mơ Di đứng ra dụ núp cho toilet nữa. Đúng 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 đúng. Đúng rồi. Ừ, thôi ít giao phần mày đi skip đi. Mày phải nói vậy chứ. Mày xin tiếp nhanh vậy ơi. Nhưng mà mọi người nhớ giữ kiểu của thằng Thành. Thằng Thành điêu lên là bị đuổi ra, thằng Celeste với lại thằng bọt đi vô bọt chết. Đuổi nó ngủ bọt đi xong đuổi em ra. Bây giờ ai có súng bắn chích mẹ nó đi, ai có súng bắn chích mẹ nó đi. Tầm bậy rồi. Ai vừa giết cái lại mà báo sát này. Ai người nổi tiếng gặp em cái? Ai người nổi tiếng gặp em cái nào? Ủa? Ai hỏi? Quán hề. Em thấy nào? Ủa ai vừa hỏi người nổi tiếng vậy? Có người trúng cấm vậy? Đá. Lột xe lét nó nhanh nha. Ê, thằng lột xe lét nó xuống cấm cực nhanh nha mà nó không làm nè. Có thể nó là chim đa đa. Ê, có thể nó là chim đa đa. Quán hề tên bạn nha, quán hề tên bạn nha. Xe lét đâu. Ai Thành có thể nó chưa ra nha. Ủa? Em dùng cho mẹ nói. Cái gì vậy? Mẹ buồn. trước khi mày qua thì tự nhiên anh Tứ Salon nói lên một câu là ai người lại tiến qua gặp em tái. Không, giả vờ đó. Đúng rồi, thì có nghe. Ủa, là... Cô Mi cũng nghe. Chị với cả... Không, chị với cả DNK với cả Tứ Solo là biết cái lúc đó, là biết cái đó. Vậy nè Bubu, trời ơi, tính nói cái đó là cái bẫy của Tứ Solo. Trời ơi, người ta đang bẫy con dịch mà. Người ta bẫy mà, để coi nó có fake người nổi tiếng không? Tại vì người nổi tiếng chết rồi, lỡ nói như vậy nói luôn. Trời ơi, đang nghi quá. Cái từ đó là cái người kia, cái đó đâu, sao mà là bẫy được, bởi vì là kêu là người nổi tiếng đi ra gặp em là... Ừ, là... thì em nói chuyện là thôi. Đó. Tại vì con dịch đâu có biết người nổi tiếng chết đâu. Nó có thể con dịch đâu có biết nó đâu. Nó đâu có dám nhận phát đâu người nổi tiếng đâu. Vậy đâu này mình bỏ đi, mình bỏ qua đi. Mà ý là... Nhưng mà... Ý là những cái người mà không biết cái chi tiết đó thì sẽ im lặng ấy. Đúng rồi. Ừ. Nhưng mà có mình cô My nói lên rồi, cô My ơi. Có mình nói lên kêu là ai kêu rồi cô My ơi. Thì đó thì là đòn không được đó. Chịu ơi. Nè mọi người để ý thằng Celeb. Lúc mà gọi là nó phá điện ở dưới, nó không, nó chạy xuống đầu tiên nhưng mà nó không đi sửa, rồi xong nó thấy anh em tôi tới, nó chạy đi, nó là đai la hoặc là để vệ dịch thiệt nha. Vậy vô bắn Celeb này, ai bắn Celeb? Ờ, bắn nghĩ là đủ má nên bắn nó luôn, chừa hậu quả. Nó xuống bắn đem miệng dữ thôi. Đủ má mày, cho tôi bắn luôn đó nè. Anh nghe. Anh Khải là cái gì vậy? Khải ơi. Em là... Một dịch đa tài. Dịch đa tài à. Cái gì cái? Trời ơi. Để bước cho top khó di chuyển quá
mày chỉnh lại đi. Coi giùm em là nhiệm vụ nha. Bộ làm gì? Giờ em gấp con vịt màu cam. Alo. Alo. Alo nghe. Hello. Em anh nghe em anh. Nghe. Ok hết. Mình đi chung tiếp đi Sky ơi. Mình đi chung tiếp đi. Tại tuy em mày lên hay mày xuống. Ok. Đủ má, tôi đi để tôi kiếm thằng lồn Celeste bảo đảm đó. Đủ má, giờ tôi đi xuống dưới là có thằng lồn Celeste ở dưới á. Một trăm phần trăm giờ nó dưới cống luôn. Đủ má, đéo sai đâu. Ôi, xe. Thay lột xe lép rồi. Không, lép đi lẻ luôn rồi. Nó đã chắc luôn, đủ. Đúng đi anh, bụp luôn. Ai cảnh sát trưởng bụp luôn. Kiếm kêu cảnh sát trưởng bụp luôn đi. Nó nhiều quá, xíu gung chuồng tới giờ. Ê, tụi mày đi lên đi để đủ má. Tụi mày đi lên đi để tao kiếm nó cho. Để tao kiếm nó cho. Tụi mày đi lên đi. Ok. Đi con mẹ. Thằng lồn nó đa chắc rồi. Cái thế nó là đủ má. Cái thế đa hoặc là đủ má mày dịch. Bây giờ kiếm con còn lại nè. Vậy là bữa nay anh đi dịch. Anh đi dịch, anh quyền dịch. Vậy còn đúng con dịch. Như là phe thứ ba. Xe lép đâu nãy giờ không thấy ta. Ừ, đụng má đi kiếm nó nãy giờ đéo thấy luôn á. Làm đôi. Ừ, đông quá vậy, đông quá vậy, từ từ nha, đông quá vậy. Đông quá vậy, từ nha, đông quá vậy. Cô My đi với lại tướng xì lô nha, cô My đi với lại tướng xì lô nha. Đâu cái gì hết, dành cho quá giật mà. Ừ, nhưng mà... bảy cộng mười. Ủa thằng ổi đâu ta? Hồi thằng ổi chết hả? Ừ ha, đủ má nãy giờ quên ý thằng lồn mỏi nhờ. À có gì đó. đâu Ủa? Trời ơi, sao tới ba xác dữ vậy? Trời ơi. Xe cái kết ác vậy? Đủ má. Ê, thằng lồn mỏi nãy giờ mày đi đâu? Đi làm nhiệm vụ, đi đi sửa ở dưới kìa. Không, mày đừng có xạo. Nãy giờ đếm có mày ở dưới. Em vừa sửa ở dưới, đứng chung với mọi người ở dưới xong, vừa đi ngang Sky là bu xong. Có bu. Vừa đi ngang dưới cống xong. Đi ngang thôi. Đi ngang thôi đúng không? Nè, tôi tin chắc đó là dịch luôn. Tại vì sao biết không? Tại vì ở trên đây mới nãy tôi đi là tôi thấy có hàng cái xác thôi. Là tự nhiên có thêm một cái xác ở đây. Dí nữa, em ly gạch anh ba. Mày ly gạch đâu đúng không? Đồ. Bây giờ anh em lại đây, đây. Bây giờ nè, nãy giờ tự nhiên mình không tiếp tiền, bây giờ mình còn ai? Mình còn Bubu, mình còn Sky, Khải, ở Quỳnh. Tứ xì lô rồi với lại Mimi, MG, Emmy với lại ai? Cô My đúng rồi. Em nghĩ là cô My hồi nãy cô My tự nhiên cái lúc mà anh Tứ xì lô kêu ai là người nổi tiếng qua dưới gặp Tứ xì lô, cô My là người đầu tiên nhận luôn. Em nghĩ cô My không. Bây giờ tụi mày đi chung với tao, tụi mày bốn thằng mày phải đi chung với tao đi. Rồi nè từ từ để phân tích luôn. Bốn đứa ở đây chắc chắn có một đứa là một con vịt. Tại vì độ em chỉ có đứng ở đây mới biết thôi. Chỉ có đứng ở đây mới biết kêu xe lỡ cán thôi.
Alo. Có ba cái xác rồi, có ba cái xác. Hồi nãy là em thấy ba xác nó nằm ngay đường đó là bị xe cán chết á. Ba xác, xác của ai? Xác của mày Quang Hề chết. Xác Celeb nè, Celeb chết nè, Mercy chết nè. Quang Hề chết, ba người chết. Quang Hề chết, ba người. Ờ. Vậy là mới nãy em Di, Thành Điêu Lơi với lại Mimi với Tức Xì Lô đi chung đúng không? Đúng rồi. Lúc đó là đang ở đâu? Bốn người đang ở đâu? Làm vụ. Làm vụ ở đâu? Đi làm vụ từ lứa đó. Trường học, đập đá dưới cốc rồi đi làm vụ từ trên xuống nữa. Trường học đi ra là lúc, từ từ mọi người, lúc mà mọi người đứng trên đường á là có xe không? Có xe tới không? Có. Lúc chuẩn bị rung, cách chuẩn bị rung 50 giây là có xe tới. Ai mới nói giọng truyền thông vậy? Ai bị? Tứ à? Chỉ có con My thôi, con My đi chung với lại Tứ nãy giờ. Đúng rồi. Không nha, cô My là đi với em từ đầu rồi. Bên nhau nha, bên nhau nha. Rồi ai ta? Ê, vậy con My, Tứ, biết ai à? Biết ai không? Có thể, nãy mình gặp ai có thể, có thể. Nãy giờ mình ở trên, có Thành Điêu Lơi với em Duy ở vậy? Trên cô My, ở trên cô My. Rồi. Sao tao được? Cái lúc mà mình đi sửa là mình cũng gặp nhiều người lắm. Bây giờ nãy giờ lúc nó đi với đi em. Đi sửa là nhiều người đi ngang mà. Nãy giờ nó người ta ấn. Nhưng mà nãy giờ là nãy giờ cái lúc mà sửa là từ mọi người. Đầu tiên từ từ mọi người, nãy giờ mình đi sửa với cống á là mình có thấy ngỏi không? Ngỏi đi một mình không à? Nó đi một mình đúng nó không? Đi một mình không à? Đúng rồi. Lúc đầu nó kêu nó quách bên em mà không biết phải không thôi. Ừ, nó đi ngang ngang. Tứ Xì Lô có đi qua thằng hỏi bao giờ chưa? Có một lần anh Ban. Một lần duy nhất. À, là nguyên đám tụi anh đang đứng. Từ nguyên đám tụi anh em đang có đứng nói chuyện em... đây nè. Rồi xong tự nhiên chiếc xe đi tới. Em mới đi một mình anh Ba. Đúng rồi, bây giờ mình phải xin nghi ngờ là bốn người này đi chung nè, em Di, Thành, Điêu Lơ, Mimi. Con My á, em nghĩ là con My á, nè, bình để em phân tích bình thường á, con My đi vào lúc này cũng đi lệnh Quyền mà giờ Quyền nằm xuống rồi. Trời nhiều ơi, khi con My là hữu hạn. Ít khi đi với anh Quyền lắm á, luôn á, để còn chơi đó. Nhiều khi con My là hữu hạn. Trời ơi, chưa gặp anh Quyền game này luôn á. Rồi thôi kiếp đi, mình không có dự kiện qua đây. Mà anh Ba đừng nghi ngờ em đi tin. Em tự tin lắm, anh Ba tin em. Mày đừng có tự tin, mày đi một mình nhiều. Thằng nội nó nói nó là Canada, nó đi một mình. Dạ. Dạ. Vậy là độ mà Comey với lại Thành Điêu Lơ này trong hai người. Một là Comey, hai là Thành Điêu Lơ thôi, hai người đó thôi. Tại vì tụi mày bốn người đi chung với lại thằng Tứ Xì Lô mà Tứ Xì Lô bị tiệt tùng là chỉ có hai tụi mày thôi. Đúng. Ê, đừng đi rồi. Có khi nào hai người có khi nào hai người này là là một phe thứ ba với lại một dịch không ta? Còn chị Mân hay gì á anh? Nãy chị Mân dịch á anh. Ừ. Nếu mà Tứ Xì Lô là lấy lòng tin của em đó mọi người ơi. Hả? Chết cơm. Nhưng mà sao nó bị tiệt tùng được? Nếu mà lấy Xì Lô lòng tin sao nó bị tiệt tùng được? Đúng rồi. Hai con vịt nó tiệt tùng xong rồi nó lấy lòng tin của em á. À vậy à. Không. Thôi đi sửa đi, đi sửa đi, đi sửa đi. Một là em. Hello, hello, hello. Thằng Thành Điêu Lơ này có nghi ngờ không em Duy? Trời ơi, em mà đi lẻ mới chết thôi là em đi. Độ má, nhưng mà anh cũng nghi em Di lắm, anh cũng nghi em Di lắm, em Di độ tên đầu hơi giáo nái. Em là ngỗng ngu. Mày ngỗng ngu gì? Không có cái mục gì luôn, ngỗng ngu. Ngu thì bú cu cái đi nè. Hơn là gì anh lúc đầu anh Ba kêu là anh Ba Ron là ngỗng ngu mà giờ nó cũng như ngỗng ngu đó. Em bú cái giùm lòng anh nha. Á, bút cu địch luôn rồi. Đồ má nghi lắm nha. Thôi thôi nha. Nếu mà em là giờ dịch là em giết Thành nãy giờ rồi nó. Thôi bây giờ tụi mày đi sửa cái này đi, anh nghi cô My, tụi mày sửa hai cái này để anh lên kiếm cô My cái. Mày đổ má mày định cắn tao đúng không? Mày nhịp đi,
Mày Canada đúng không? Mày Canada đúng không? Mày Canada, em đi tính, Tao giết hai người chỉ đó. Chỉ không có My là thành điệu lơ thôi thề. Tao giết hai người vậy đó. Một lên mình bắn. Anh Quyền với lại Celeb là tao giết đó. Có chuyện rồi, có chuyện, có chuyện rồi, có chuyện rồi. My chết à? Ơ, tại sao? Tại sao của My lại chết? What the fuck, mới thấy cô My đứng ngay chỗ cái vệ sinh mà. Giò đi anh cây, đi anh cây. Để giết cô My rồi mọi người ơi. Đi anh cây, đi anh cây, đi anh cây, đi anh cây. Đi anh cây đang đứng là phát cái đó luôn. Dạ, dạ. Anh giết xong rồi. Anh nói giết nhầm mọi người. Ủa gì chó? Tôi bấm nhầm anh em ơi. Trời, bấm nhầm anh em. Chết đi đâu. Bấm nhầm đi đây. Tôi vừa làm nhiệm vụ xong tôi bấm nhầm. Rồi bắt tôi đi. Là dịch đúng không? Là dịch đúng không? Trời ơi, độ má chết cơm. Rồi sao giống 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 Canada thí quá hả? Canada đâu? Canada chứ. Không nhưng mà có ai thấy tôi giết không? Có ai thấy tôi giết? Ờ ai thấy giết không vậy? Dạ có em Bu ạ. Trời ơi, đi, mới đi ngang cái bụp là nó sực của mình. Nhưng mà sao em tướng Silo lại vót? Ủa lại lại đi bọt mà không nói gì. Anh tướng Silo ở trong thì đó. Em đứng ngay chỗ mà, đó Silo có luôn mà. À vậy à. Em thấy ở đó luôn. Game mới. Rồi, cho nó kim cúp đi. Chứ anh làm hết vậy đó hả? Anh làm giết hai đứa rồi đó. Hay vậy. Rồi vậy chị ạ. Anh giết Quyền với lại Celeb. Anh giết Quyền với lại Celeb. Wow. Lột Celeb ra đa, anh Quyền là máy giật monster. Anh thấy anh Quyền cắn đổ, cắn đứt cái đầu hàng đàm ở dưới sông, anh cắn anh dứt luôn anh Quyền liền. À, là còn phe thứ ba. Chưa xong luôn. Còn phe thứ ba. Em về ơi. Em về. Độ má vậy. Vậy bây giờ nè. Bây giờ nè, tự xong. Bây giờ nè. Anh báo phải ngẫu không? Phải ngu không? Vậy là cô My rồi. Không. Đúng không? Ví dụ cô My chết rồi mà. Cô My chết rồi mà. Tao là ngẫu ngu. Quên lộn. Lỗi em. À nó phải ngẫu ngu. Mới đi chơi về em còn chưa tỉnh. Vậy là còn phe thứ ba là ta. Tại vì Khải dịch, anh Quyền dịch. Rồi với lại Ani vậy, vậy là còn đúng một hai thứ ba thôi. Anh em cứ làm nhiệm vụ là thắng. Em nghĩ là nhiệm vụ sắp xong rồi, cứ đi làm nhiệm vụ đi, nhiệm vụ sắp xong rồi. Đi. Có khi nào nổi gô ta, mà nổi gô thì nó giết mình lâu rồi. Nếu như nổi gô thì nó giết mình lâu rồi. Chết mẹ lộ hàng luôn rồi. Ơ đúng mà, 300 bằng 300. Ủa làm đúng rồi ta cài ơi. Chơi bắn hay đã mua em chơi bắn xe kìa. Ê ê, có chừng thằng ổi nó cút hả? Thằng ổi chết rồi. Không, thằng ổi chắc rồi. Nhưng mà phiên dưới sữa nghi lắm đó. Em Di là ngỗng ngu, trời ơi, Di nói từ đầu rồi. Bốn người này đi chung mà. Ủa mà tôi nghĩ xuống đây có án mạng nè. Sao thằng ổi lại cút được nhờ? Ê, lợi trừ thôi, bốn mình lợi trừ thôi. Xin chào anh Chim Ân ạ. Xin chào anh chào, Chim Ân ạ. Giờ anh thua rồi, dứt đại rồi, sao vậy? À, anh Thành này, anh thèm đi lơ à. Mày, mày lấy lòng tin của tao. Bốn người, năm người này đi chung không à, không giết nữa. Mày lấy lòng tin của tao. Ai ta? Thầy Quyền với anh này với lại DNK là việc rồi. Thì chúng ta chỉ còn thể còn con Chim Ân thành dealer này thôi. Thì ngỏi kêu đại ca, thằng ngỏi Canada. Đâu giết được. Dạ.
Tao không biết nó kê đây mà em bèm luôn chứ sao vợ. Rồi còn 5 người, 5 người đi chung, có mình nó đi lẻ rồi. Tự bot đi. Đâu có chung đi lẻ. Anh đi lẻ mà, anh đi kiếm người mà. Sao nãy mẹ đủ mà em có súng ở đây em sợ lồn nào. Đâu, lúc đầu tính bèm bèm đi luôn mà. Mà không là thầy bòm nha. Còn lại nếu mà chưa hết game mà thầy bòm nha. Anh cảnh sát trưởng, anh giết anh Quyền mà. Anh giết Quyền, anh giết lộn Celeb luôn mà. Đồng tin của ta đối với mày lung lay bị từ round 2 rồi Thành à. Hay lắm, hay lung lay quá. Lung lay rồi Thành à. Thực thi công lý à, không vậy được rồi. Anh Quyền, anh Quyền đang biến thành quái vật cắn thằng Đàm, đủ má anh đi ngang anh thấy anh dứt anh Quyền liền. Hay quá ba ơi, ba hay quá. Hay quá anh Trung ơi. Anh hay quá ba ơi. Anh Trung đúng ngầu luôn á. Đúng én luôn. Anh đưa viên đạn công lý vô đầu anh Quyền liền mà. À game này anh Trung đánh hết luôn á. Nó cũng còn ra đúng rồi. 17 giây lận. Anh cảm ơn Sơn Quân nha, cảm ơn mấy em nhiều nha. Vua ngỏng mà đủ má mày còn trao cho vua ngỏng cái súng. Thầy Trung thì mày giết mấy giờ xe vậy anh đi. Rồi đủ má mày em Trung hấp y. Mổ xẻ. Mày là gì? Bọt. Mày là dịch đúng không? Đụ má mày quát quát là mày là dịch đúng không? Anh ba là gì? Tao là gì kể tao? Mày ám sát à? Ủa vậy hỏi em chứ. Đồ. Bây giờ phải hỏi anh Khải nè, Khải là gì? Khải là gì? Axi. Thằng Khải là thiệt ra tin nó được nha, tại vì từ trên trước nó là dịch, nó dịch thiệt. À, trời ơi, đau quá. Thôi đi đi đi. Thì nó bấm nhầm đó anh. Mà em bác sĩ được 4 con rồi. Ôi hát thì tí đừng có bấm nhầm. Thầy bơm, thầy bơm. Tính được thầy bơm web bán này không? Thầy bơm thì lúc nào trả tin. Được, thầy bơm tính tưởng được. Chuyện quan trọng muốn nói, chuyện quan trọng ra toilet đi. Bọt cho bơm nhầm. Nói cho nghe giới. Quan trọng lắm thầy bơm. Nói đi. Riêng phải nói riêng. Trời, không nói riêng được, không nói riêng được. Không sợ có ám sát rồi mà nói riêng, lỡ tôi ám sát là sao? Ờ vậy thôi. Bom không tin tôi à? Em phải đi lẻ nha thầy Bom, em đi lẻ. Thầy Bom, em đi lẻ nghe chưa? Rồi. Cái gì? Rồi, cứ đi lẻ đúng không? Rồi hiểu. Thế thế mà nãy giờ ghê lắm nha, nãy giờ cứ leo lên xuống không à. Nhưng mà mày đi một mình như này để làm gì? Mày đi một mình như này để làm gì mà trong khi mày không làm nhiệm vụ? Em đi với quan hệ, em đi với quan hệ. Chạy không chơi nữa xe lép. Anh đi một mình nha. Em còn làm nhiệm vụ dưới mà. Nhiệm vụ gì? Em làm nhiệm vụ gì? Làm cái cây á. Vô có người chết rồi. Mọi người ơi, em có thông tin. Em xin mít. Em vừa leo lên cống lên. Anh Quyền nói Sky đi dưới đây nè, Sky đi dưới đây. Chờ anh Quyền bật một cái đúng. Canada, Sky Canada. Ủa, anh Quyền mốt luôn. Anh đi chung với ổi, anh kêu Sky đi chung với tụi anh nè, xong cái anh quay lại thấy ổi có thể ổi nó cắn hay là nó có Không, anh Quyền, em không cắn. Em đi trước không mà, em đi trước không mà anh Quyền. Cái dữ kiện cờ cai là Canada sai nha em dây sai nha em sai hả sai vậy là có thể là siêu năng lực da tại vì Canada có đây chắc chắn là có siêu năng lực da rồi tại vì không có cao thủ ở gần đó là anh cũng ở là đi tới giờ đi chung với nhau ngoài nè khả năng cao là nói vậy nhưng mà sao anh có lẽ vậy ai mà không rồi nó là cao thủ rồi anh có thấy xác không có xét mạnh quyền anh, có xét mạnh quyền anh không, tức là phụt một phát là anh bảo liền luôn phụt một phát không, lúc đó Sky nó còn sống mà anh không ẩn không ẩn cái lúc hết. Cái lúc em thấy là thằng Sky nó còn sống với lại nó đứng chung với anh Quyền luôn xong cái nó vùi không nè bây giờ nè từ đó. Từ để mình vô cái dữ kiện của anh Quyền nè là anh Quyền ổi với lại Sky đi chung
đúng không? Đó, nhưng mà không, anh Quyền chưa thấy cái xác là nó đã report rồi, thì chỉ có duy nhất là càng nổi là cái thằng Điệp mà dư gì tình nghi. Còn nếu không là anh Quyền. Hồi nãy em vậy là nó cầu thủ. Hồi nãy em đi là anh Quyền tự nhiên em chạy trước luôn mà xong cái xác thằng Sky nó bị cái sực luôn. Nhiều khi anh Quyền nha, nhiều khi có thể là anh Quyền. Vậy thì bây giờ vị trí của mày thằng Sky với lại anh Quyền là nằm ở đâu? Mày ở chính giữa hay là Nè, em đi trước anh Quyền ở giữa, thằng Sky cuối cùng không, là rồi Sky chết luôn. Em quay lại. Em đi trước. Không, em đi. Trời ơi, em đi trước mà anh Quyền. Em xin mic nha mọi người, cho em xin mic. Dạ, nếu mà cao thủ mà nó giết một con vịt đó là nó sẽ cái xác nó sẽ mất rồi, ông cao thủ đó là không có report được cái xác đó luôn, là vịt nó không có report được luôn. Chỉ có mà người bình thường đi qua thì nó mới report thôi. Cho nên là nếu mà ấy thì thường là người thì Quyền có khả năng là phe thứ ba hoặc là Lê Gịt đó mọi người. Yeah, thôi nhưng mà cũng có thể anh Quyền cắn Sky xong rồi nè mọi người, nhưng mà anh Quyền đứng ở đâu, anh Quyền đạp xác Sky ở đâu, không có đạp luôn anh Quyền vừa dưới nè, để chạm điện này, để kể cho để tao hỏi rồi xuống cái chỗ chạm điện đúng không, em cũng đi, em đi sau lưng anh, em đi sau lưng anh với lại thằng Sky, nhưng mà em nghe anh nói, em nói là cái gì đó Sky đúng rồi, sau một cái là thằng Sky chết anh bot liền luôn. Đúng, chính xác. Em thấy tại vì ta đi trước mà. Tôi mới hay ngỏ nó bắp nha, Không không, từ từ. Bây giờ nè, theo cái dữ kiện của MG nói thì mình sau chủ dữ kiện nè là lúc MG gặp anh Quyền là vẫn nghe anh Quyền kêu Sky. Đó. Đó vẫn nghe anh Quyền kêu Sky là lúc đó Sky còn sống, còn sống. Đúng. Nhưng mà sau đó là 2 giây sau là một cái tụt là Sky cút. Vậy thì lúc đó là anh Quyền bot luôn. Nhưng mà ta đa ơi, nhiều khi ở với thằng em Duy là dịch nha, hai thằng này đúng. Nhưng mà cái dữ kiện của thằng Duy là đúng, tại vì lúc đó là em chạy trước một đoạn luôn, rồi sau anh Quyền kêu em Sky lại, rồi sau anh Quyền làm cái gì sợ giết Sky xong bắn đi bọt luôn. Kiểu vì không thể nào mà giết vừa giết người vừa nói chuyện được, phải làm âm thầm á. Nhưng mà mọi người cứ nói cái dữ kiện của em lại đi. Rồi em, ok, giờ bây giờ đưa anh Quyền với lại hỏi cái gì tình nghi nha. Rồi anh Quyền với hỏi. Cô ta ra công viên nha, Rồi, đầu lát xe ra em Duy chứng minh cho rồi. Rồi, không bấm bót thôi chứ gì đâu, để nhiều quá. Em Duy ly gịch. Chứng cứ thì hơi chống lại anh Quyền nhẹ một xíu. Quan hệ, em đã gì vậy Quan hệ? Em biến thái anh đâu. Cái gì? Em biến thái, em là biến thái. Đủ má, thằng nổi tránh xa tao ra. Trời ơi, em mới tính anh ba ơi, thiệt. Anh ba đi thì em bảo vệ anh ba cho, thiệt. Bây giờ mày miêu tả lại cái gọi là cái hiện trường vụ án lúc đó coi. Nè, đây, rồi. Quan Huy đứng đây đi. Rồi, ok. Đứng lúc này luôn nè. Quang Huy đứng đâu? Đứng đây đúng không? Rồi. Xét của Sky này, anh Quyền đứng đây này, em đi đây này, em đang chạy vậy nè. Rồi xong cái xét rồi xuất hiện, anh Quyền bắn người bọn luôn. Nè, anh Quyền ngay chỗ này nè, anh Quyền ngay chỗ em đứng nè. Anh Quyền chỗ anh này. Ngay chỗ em đứng nè. Vậy là Sky vòng vòng đây. Đúng rồi, em chạy đi ra nè, em đang chạy. Anh Quyền kêu Sky. Không. Anh Quyền đây nè. Đi trước nó quay lại. Anh Quyền đây nè. Anh Quyền ở đây. Em không hề quay lại luôn, em chạy thẳng một mạch luôn. Rồi không. Không có em đứng ở đây nè, là em nghe là anh Quyền chung Sky. Lúc đó là mặt anh Quyền hướng về đâu, hướng về đây hay về đây? Mặt hướng về đây luôn, hướng về đây. Mà, đúng rồi. Vậy là em Duy đang đứng ở đây, Đúng rồi. Rồi anh Quyền đứng đây, Đúng, em đứng đây. Còn Sky, có thấy Sky không? Có, Sky đứng đây luôn. Rồi. Sky đây nè. Sky ngay trong chỗ này hả? Ngay chân anh đứng. Đúng. Anh Quyền đây rồi, anh, ok. Anh vừa quay lại kêu Sky này, Sky nó mất tích luôn. Rồi, vậy là thằng nổi đi xa, thằng nổi đi xa ra đây xíu đúng không? Rồi. Đúng. Vậy là nghi ngờ anh Quyền. Nó lại đi, em nói anh Quyền đó. Ok. Nó lại đi, đây đi chung bảo vệ đi. Từ từ, để cô vờ anh cái, Em là thằng con của Celebrity. Con Celebrity à? Bé Phúc à? Cái gì ta lời của Harry Kane á, muốn thằng con trở thành celebrity. À, tưởng là bé Phúc chứ. Đủ má có tin được hai người này không trời?
Trời ơi, tụi em lộn ma lộn nấy giờ. Độ mẹ, mày biết đâu được mày độ á, tụi mày từ từ để tao đi kiếm, tụi mày đi chung đi, tao đi kiếm người. Lên trên làm nghe. Độ đen mà. Độ má nghi lắm nha. Ôi, anh đi chua cống, anh đi là dịch, anh đi chua cống ra, em đi chua cống ra. Mẹ. Anh đi chua cống ra ba ơi. Chua cống ở đâu? Nè, chua cống ở sao? Con dịch. Con vịt nó chui ở đây được nè, con vịt nó chui vô cái lỗ cống được nè. Con vịt. Trời ơi má, mà sao mấy người đường cùng hay đụ má, hay giết mình quá ta. Mấy người đường cùng hay giết mình rồi. Quá. Có gì nữa, bỏ anh đi thôi. Anh đi chua cống ra rõ ràng giết ba luôn. Má cùng đường xong quá giết luôn. Không được. Thì ra mình đi chứ mà không khói à, bù ơi. Cùng đường rồi. Con mèo không mở như thế. Sao mang động quá vậy? Má tưởng nó phải cãi như gì. Không có xô bít đi giết luôn. Rồi. Nè một lát một anh luôn. Sẽ nuôi làm nhiệm vụ ở cái hồ xí mà anh em. Nhưng mà chị làm nhiệm vụ, tại sao chị giết anh ba dịch của tụi tôi? Tụi tôi đang gọi là phân tích. Tại sao? Tại sao anh? Tại sao giết hả? Mà mối quan trọng nhất của tụi tôi. Cẩn thận đa đa nha anh em. Chị biết anh ba dịch là gọi là trong cái làng này là người thông minh nhất hay không? Mà chị lại triệt là mối. Chỉ cần mấy phân tích bắt được những con vịt thôi. Đúng. Má vậy, nghe xỉa xỉa. Má đủ phải đủ, má mày cùng đường. Đâu hơi dài, mày kéo ra đây. Hơi dài, để tôi kéo ra cái. Không phải đâu. Ê, chua cống mà. Celeb là Dada chắc luôn, Celeb là Dada. Celeb là Dada, cái súng lụm đây, Bên nữa, bên Ani nữa. Không có, không có. Ủa, không có. Ủa, em sáng bắn đi. Con đường. Vậy là ê, vậy là ổi nó có thể nó lại nha. Cùng đường. Gì tao kìa. Rồi chỉ còn anh Quyền, chỉ là anh Quyền, Celeb Dada nè. Anh Quyền bây giờ ra công viên tiếp nè em ơi. Đồ má, bà cùng đường bà định làm thêm người nữa hay sao á? Bà cùng đường bà định làm thêm người nữa. Trời ơi. Quá em đã Việt Miêu. Đây. Qua con Quyền, để tôi qua cho con Quyền. Làm gì có cô? Ủa không phải chị bọc đi. À chị thấy Bu nói cái gì mà cái gì có khả năng làm nhiệm vụ này cái gì? Ê xuống đây. Không xuống à? Có in đồ bản sách với bọc không? Bọc chỉ lại. Ê, con hàng này khả nghi nghe, nó đi một mình nè. Nó khả nghi lắm nha. Mà nhiệm vụ của nó đủ quá, ở đâu mà nó chạy một vòng vậy? Ôi trời ơi. Cô ta chạy vòng đây. Cái thằng lồn Celeb nó là cái con cặp gì mà nó đi mà. Nó lại đa đa. Nó lại chim đa đa. Con đỉ mẹ nó. Nó lại chim đa đa, nó đứng độ mà nó trốn nó gọi sập lồn anh em. Bù bù với thằng bọt là chắc đi gít rồi. Ủa? Thành ra gì đó? Không, lại thấy hàng đàn, tưởng hàng đàn MV. Red cho anh em Red. Em đây đúng rồi. Bỏ đi, đi kiếm cái gì khác. Đi 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 đi. Đây. Cái gì? Cho anh chơi đi. Sao phải? Hơi ghi cái. Ba lại còn biết rồi. Nhưng mà bây giờ. Hello. Nhìn thằng lồn này nó chơi đa đa, nó đang cố gắng gì cái con cặc gì đó nhờ. Tôi hỏi anh em đủ nó đang cố gắng gì, nó là cái con cặc gì đó anh em. Cố gắng được gì điều gì vậy? Em phải buông nữa. Tới này chơi sao? Chơi đi qua. Nghe này biết. Đổ má, tôi nghe ông Quyền đổ chuẩn bị sực bên cô My rồi. Đi xong rồi. Đi theo đít đó hả? Cống rồi sao? Không có chui cống hả? Ai? Kêu thêm What's your name nhá? Kêu thêm bằng Duy theo quá. Ai. Từ từ, coi.
Em tới đây phải kêu đây, chứ mà kêu đây. Đâu rồi, tới đây phải kêu. Dưới đây, đây. Ủa, à, thằng Lường Select thấy cao thủ. Rồi, em đi giết đủ má em gì, thằng Ngẫu Quỳnh giết em gì. Cái lồ má thằng Ngẫu Quỳnh giết em gì. Anh đã kêu thằng Nghiện rồi, mày chọn bạn mà chơi. Đồ má thằng nổi nó giết gì? Thằng nổi rồi nó giết em gì? Không hề, không hề. Cái lúc mà hồi nãy em vừa xuống cống em sửa là em chưa cống đi chỗ khác, em không hề gặp thằng Nghiện luôn, em xin thề. Em thề nó thề. Má nó chơi nãy giờ nó đi nãy giờ. Nó thề. Mày giết em gì? Đồn cảnh sát thấy ổi với cả em. Ai à? Đi đâu em đi em bị giờ. Em bị tự báo sát này là em Duy đó. Giờ sát này là sát của em Duy. Nhưng mà cái dữ kiện của em nè cái dữ kiện của em là em thấy anh nổi đi chung với Duy. Tôi nói sao? Anh quên. Nè, nghe em nè, là ban đầu là em thấy nổi đi chung. Thằng nổi đi chung với thằng Duy từ đầu tuổi luôn, em không phải thủ phạm rồi. Đấy, thằng Nghiện nó đi chung là ổi ngay đây mà. Ai dè nó chơi nhập bãi mới gặp luôn. Ừ. Mới dặn là đừng có chơi, đừng có đi với thằng cao thủ xong bây giờ chết luôn. Cao thủ xong cái giờ chết luôn kìa. Em làm chứng chỗ nha, em làm chứng chỗ nha. Rồi, hai giờ. Đấy chưa, hai giờ, hai giờ. Không. Điên cây có thể là đa. Hồi nãy, trời ơi, anh Quyền ơi, nghe em nói nè, cái lúc mà ở cửa cảnh sát á, em vừa xuống cống đi sửa luôn, là lúc đó em không thấy thằng Duy nữa rồi. Thằng Duy xuống sau em chạy một đoạn đi sửa cống luôn, em nói thiệt. Nhìn thấy hai người ơi, nhưng mà lúc nãy là nghi ngờ ổi với thằng Quyền, giờ thêm một phe nữa thì chúng ta phải... Trời ơi, bây giờ nè, Vịnh nó giết em, nó dưới em vẫn bình thường mà. Anh em bình tĩnh, làng mình đông, em bình tĩnh. Đừng mà em đã bảo cái lỗi là lên ghi tụi em. Một con vịt đi rồi mà. Không thấy rồi, anh em bình tĩnh. Nếu mà trời ơi. Ghi thì hết lâu này Khải đi với ổi. Không, rồi, rồi, rồi. Để em. Thằng ta đa, thằng ta đa là vịt đó. Rồi, cho thêm cơ hội thôi. Mà em phải dựa cái là đi một mình kia. Em bình tĩnh mới về, em hết dịch, ok. Ta đa. Lộ mỏi chắc rồi. Rồi, bu bu nhận bậy, bu nhận bậy, bu nhận bậy. Cái đa đầu tiên ấy. Ta chị con ra là chị thấy Dada lại cứ slow với cả Hằng Đàm, xong rồi hai người đó rủ Hằng Đàm vào trong cái sâu tài sinh ấy, xong rồi không biết gì á trời. Thì thôi nói tụi em nói chuyện đó. Tụi em nói chuyện mà người ta nói chuyện người ta làm em nói chuyện không có nói chuyện gì kiểu gì hết á. Nhưng mà không câu chuyện nào. Nhưng mà mọi người đừng quên. Em đã bảo cái bố nổi cái đã mình thấy cũng được mà, đâu cần gì tự nhiên bắt mới phải bố tôi thấy tôi trong khi tôi tự nhiên gì vậy? Anh là cao thủ mà sao thấy được anh? Chúng tôi đã tình người anh lâu lắm rồi. Tự nhiên thấy tôi cao thủ rồi tôi biết anh là đúng rồi chứ. Không có mà anh tầm bậy tôi là người có chức năng, mà anh muốn nhau muốn người có chức quyền à? Một người chuẩn bị chết rồi đó. Ôi ơi đi chung ơi. Quả lan. Thôi tránh đây đi, bắt công đi chung tôi. Đủ má gõ gàng thấy nó đi với lại đủ má bên kia mà ta. Gõ gàng mới thấy nó đi với thằng Di luôn. Không, bây giờ. Ê, hình như đi ăn cây là con vịt á. Đi ăn cây là con vịt á. Giờ làm sao để dí nè. Khó nha, tại vì Bu là Canada. Tưởng nãy chị khai á, Bu. Ê, ê. Đi. Ôi, thằng hỏi đâu. Đâu, đây 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 chưa. Gì vậy? Đừng. Đừng có làm bậy. Trời ơi. Con chó mới đủ mà. Con chó ổi. Là sao? Em hai chết luôn. Thằng Nghiện nó bình thường lắm luôn nha. Em đặt một tên sai người quá anh Quyền ơi. Đổi em anh Quyền ơi. Mình chết là đúng rồi. Em hối hận quá anh Quyền. Đó chưa cặp gì rủ nhau đi ra đồn cảnh sát kìa. Chưa có cặp gì hai thằng nó rủ nhau đi ra đồn cảnh sát rồi. Chưa ra ron nó vẫn tin nhau. Chưa hề ra cái ron gì mà tụi mới chúng nó vẫn tin. Tin vô điều kiện, tin bất chấp. Nghe chọn người. Các em à. Con cặp đi ra chỗ khác. Mày là gì? Mày là gì? Cái ta. Đó. Ê, thằng này nó AFK nè. Anh bây giờ là gì? Anh bây giờ là gì kể anh ta?
Mày hát bài dịch em đi làm nhiệm vụ không mày hỏi? Có làm nhiệm vụ chứ, hôm nay trong mà phòng này không có làm nhiệm vụ. Chấm hỏi ra trong mà. Em có nhiệm vụ quán ăn quán ghê ghê đủ má thằng lồn ngu để định làm gì này. Chú xuống. Thằng lồn đủ má thằng lồn nó sầm lồn nó đi sầm lồn hoài luôn á. Thằng nào thằng lồn sẽ lấy kéo biết là con cặc gì mà nó cứ đụng nó vô. Nó bỏ ra nguy hiểm á. Nó tưởng nó hay. Nó làm gì nó tưởng nó hay. Anh ba đi gần em bị đi. Mà nãy giờ mày đéo làm nhiệm vụ gì mà mày đi theo tao mày kiếm con cặc gì ở đây bọt. Em kiếm người đi chung thôi, ở đây không chưa có nhiệm vụ cho em nói là em nhiệm vụ quán game thùng mà. Đây nè. Rồi mày làm đi. Có để thằng Câm nó xuống dưới á. Ừ nó sập lồn mấy Quyền, nó sập lồn cái mẹ đi Quyền. Ờ, lồn đó. Thằng lồn mới hẳn lồn á. Ra ngoài. Cài, chui vô chứ anh, chui vô chứ anh. Rồi. Bên ba. Không sao có phút buồn ngủ anh ba. Ủa, anh Quyền với thằng Bọt đâu? Anh Quyền đâu? Anh Quyền đâu? Bỏ. Cái gì vậy? Anh Quyền đâu? Em chỉ biết Quyền ở đâu. Đủ má anh Quyền mới đứng với mày xong. Phải lộn, em làm nhiệm vụ anh Quyền đâu có tiêu hỏi em. Anh Quyền ảnh mới đứng ở đây xong cúp điện xong cái là đéo thấy anh Quyền đâu. Em làm bên này nè, em làm cúp bên này liên quan gì tới anh Quyền, em không biết đâu. Mày nhả anh Quyền ra nha. Mày đưa cái bụng mày ra đây, đủ má mày đưa cái bụng mày ra tao nghe. Nè, rồi nè, giết tôi luôn đi, rồi tôi chết luôn. Rồi nghe cái bụng nó cay, đủ mới giật cái bụng nó lên, đủ mới để lỗ tay vô nghe cay. Đủ má nó nuốt cắt luôn á. Đi. Đó, nó để dám xuống chuột với mình nè. Gì khoan? Đây nha. Ai à. Hay quá con My ơi. I love you bậc mà. Không thể tin được. Thứ tư là bồ năm nút ỏi, da da và bu bu và con My đã giải cứu cả ba. Quá đã con My ơi, và con My là và con My là dịch. Và con My là dịch. Và con My là dịch luôn ta đây ơi. Và con My là dịch luôn ta đây. Con My cứu mình mà hỏi, con My cứu mình mà bỏ. Đâu từ từ sếp tứ sếp tứ bồ nông nuốt ai nè 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 anh ba để kể là sếp tứ bồ nông nuốt em nuốt bu bu ta đe xong cô mê là chạy qua giết bồ nông đợi tụi em thoát ra luôn. Ngon quá đã thì bỏ qua cô mê lần này đi cho em hỏi cái nè ở trên nó đi mấy người ở trên nó có những ai vậy anh thằng Bọt với là thằng Cai nhưng mà anh Quyền đi lẻ anh Quyền là đi lẻ nha không thấy anh Quyền. Rồi, vậy em đưa ra một dữ kiện này rất là quan trọng nè. Em vừa đi xuống cống xong rồi là em thấy ba cái xác ở dưới cống thì cái xác của Annie với xác Hằng Đàm với xác của Quân Thành dealer. Vậy là khả năng cao nếu mà anh Quyền đi lẻ là khả năng cao là anh Quyền là quái vật. Tại vì nãy em xuống cống là em thấy quái vật đó. Đúng. Em cũng có thông tin lên Celeste. Là lúc nãy em đi xuống thì em thấy có con giấy giật thiệt nhưng mà may mà em chạy kịp. Nhưng mà cái vấn đề là em đi qua em đi ngược lại thì em vẫn thấy con My với thầy Quyền. Không tin nên cứ bố lại trước lộn rồi anh hy sinh được. Vậy có thể là hai con dịch đi chung nha. Nhưng mà giết vợ anh trước đi, vợ anh lộ quá rồi anh, tự nhiên anh hy sinh giùm chứ vậy. Nếu là như vậy á nhiều khi anh Quyền để cho cô My tin, để cho cô My tin anh Quyền á. Tại sao nữa? Cô My là dịch luôn. Cô My là dịch rồi đăng luôn. Là sao? Trời ơi. Ủa vậy hả? Bây giờ tôi bây giờ tôi nghe anh. Sao lúc đó My không cần anh nhỉ? Tự nhiên tôi nghe Celeb phân tích tôi thấy tầm quan trọng của việc học lớp B quá. Tôi nghĩ mày á, người ta nãy giờ ta nói độ má cô My giết. Ủa ơi, ta đa. Cô My giết tứ. Cô My giết tứ. Bắt cô My đây để anh Quyền. Anh cứ bỏ qua cô My, anh không có cô My đâu. Thiệt luôn á. Vậy là bây giờ là tội anh Quyền thôi đó. Anh Quyền là quái vật á. Dù đó là vịt hay là chim ưng thì em vẫn sẽ không bóp người đó.
Tao đa chứ trời. À, nhưng mà không loại trừ những cái người ở trong bụng là cũng là dịch nha. Không loại trừ những người trong bụng cũng là dịch đó. Cay 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 cay. Bây giờ á, em kiếm anh Quyền, em rác xin em đi chung với lại anh Quyền cho. Vụ nhiều nha. Con mẹ, con mẹ, con mẹ. Đồ má mày đi đây làm gì? Mày là gì? Nãy giờ mày đi vòng vòng mày không làm gì hết. Mày cười đi. Bu bu đi đâu vậy? Em mới làm bên kia à? Em mới làm bên kia đúng không? Em mới sửa bên kia, em mới sửa bên kia thầy bờ. Em là gì? Tiêu 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 tiêu. Đi kiếm, đi kiếm, đi kiếm, đi kiếm thằng cay giúp anh, đi kiếm thằng cay, đi kiếm thằng cay với anh, đi kiếm thằng cay với anh. Phải đi kiếm thằng cay. Dạ thưa. Đây đây đây, rồi kiếm anh Quyền, 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 kiếm anh Quyền để anh bắn Quyền. Nhanh nhanh nhanh, đi 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 chung với anh, đi chung với anh, đi chung với anh. Rồi rồi. Anh ba gì vậy? Gì má? Trời ba, ủa anh ba. Cái gì anh ba mà? Hay nè. Ủa, anh ba quá đi, ba ba biết mà. Cái lồ má. Chết. Em đã hy sinh cho anh ba rồi đó anh ba ơi. Em ba đòi giết hả? Mọi người ơi, mọi người ơi, em thấy quái vật vừa đi ngang anh Quyền. Anh Quyền là quái vật mọi người ơi. Mọi người ơi, anh Quyền là quái vật. Nguyên cái này đúng rồi, hồi nãy rồi. Hồi nãy ở dưới mà. Hồi nãy vậy là anh Quyền cái chắc là anh Quyền. Một là tâm mày, hai là anh Quyền thôi. Tại vì ta đang tâm tâm mày, tâm mày đứng nhiệm vụ hỏi. Tâm mày đứng nhiệm vụ với tao. Anh thất bại bây giờ, mày thích tâm mày không? Vậy bố, chị Bú là gì? Vậy chị Bú là gì? Mình phải tin nhau. Ba anh em chị Bú là định má, cảm thấy chữ tin nhau. Rồi, 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 nãy kêu là... Rồi, sao, sao, sao? Rồi, rồi, hồi nãy em đi ngang qua cánh đường, tự nhiên em thấy quái vật vừa chui từ cống chui lên đi ngang, em giật mình, em sợ, em hỏi, em lắm, em chui luôn. Cô này sao? Cô này sao? Chị chữ cây, nhận rôn của chị một một chứ. Dạ, đây, Quang Huy là nhận rôn kỹ định mò từ đầu với tụi em rồi. Lên đường. Rồi, giờ boss Bobo là boss anh em tin nhau, anh em phải tin nhau. Quyết Bobo. Sao là boss anh? Quyết Bobo, quyết boss Bobo. Rồi, boss Bobo xong boss là Quyền Bro đúng không? Quyết Bobo xong anh bật lại cái súng đúng không? Bắn anh Quyền là xong. Không, anh không có súng, anh không có súng. Thì sao anh đòi bắn chết mẹ em? Anh báo thù, anh báo thù. Trời ơi. Trời ơi, chết con. Vui quá. Anh em tụi tôi á, anh em tụi tôi trong bụng mà, trong bụng mà. Anh báo thù. Trời ơi, nóng quá, nóng quá. Trời ơi, vũ kiện của Celeb như thế rồi mà không vote theo Celeb. Ủa, Bobo với anh Quyền là dịch mà đúng không? Ồ, thì vậy. Mà thầy Bồm hình như là thầy Bồm là cái gì vậy? Thầy Bồm kêu đi, đi, đi. Cảnh sát trưởng. Anh là lúc đầu anh... Anh lúc đầu là anh kêu thằng cai ghét xin anh Quyền, ghét xin anh Quyền, thấy anh cai chết là biết rồi, định bắn anh Quyền, định bắn anh Quyền cho nó gọi lên đó, có, nó có tác dụng của cái súng. Định bắn Quyền cho nó có tác dụng cây súng. Tại sao? Bấm chuông vậy? Ghét đâu vậy? Đù má bấm chuông cứu tôi luôn á, bả vực mén tí cạp tôi luôn. Rồi anh Quyền, anh Quyền, anh Quyền. Chạy không kìa. Mười trăm làm bô bô. Mười trăm làm bô bô rồi, xin lỗi chị bô. Xin lỗi bô. Má, anh nhờ chú anh đừng đá mà. Bô bô chung bụng. Anh đợi đừng có tạm đó. Anh đừng có tạm đó thôi. Cái anh hình sinh đơn hiểu tôi rồi. Má tới cầu hang của mình. Má Quyền motor hoài luôn á. Quyền đô cao vậy. Anh Quyền cho đá hoài luôn á. Quyền từ nãy anh đập đá hoài luôn á. Cho đáng đập đá hoài luôn á anh Quyền. Anh Quyền đô đứng cao luôn á. Em chạy lời đến hậu. Anh Quyền đô đứng cao quá, đập đá tới giờ luôn. À, không nhưng mà ta đa tôi nghĩ là tâm mì nha. Tôi nghĩ tâm mì nhiều đúng, khi là đúng. Tâm mì hồi nãy trước khi mà bấm vót là tâm mì
mít bọc đoạn, thu vót tâm mì. Anh nghĩ là anh ta đa ở Quỳnh ơi. Đúng đó không? Nhiều khi cũng là anh ta đa đâu, nó giả bộ, nó vừa bị dí, nó vừa la làng. Cũng đúng, tại vì sai đó tôi đang dưới cổng luôn. Thôi, anh thấy. Anh Quỳnh làm đấy, em tên anh Quỳnh, em bóng thằng em bóng ta đa. Em bắt thằng ngõi đồ với nó chơi. Anh thấy Quyền nó đập đá thiệt. Nó quay Quyền, nó quay đổ. Anh Quyền quá tệ quá. À chết rồi, bớt nhầm anh Quyền rồi. Shiba. Xin lỗi anh Quyền nha, anh Quyền làng mình thua rồi. Thiệt luôn á. Ui luôn. Không thể gọi về nhà nữa. Má ơi, Quyền dí ném cạp chết luôn. Chung cha anh Chung có cái cúp trên đầu luôn, Chung MVP. Ủa vậy là anh thắng hả? Ủa vậy là anh có là anh MVP hả? Dạ là anh làm cái gì vậy? Monster là tôi khống mùi chết bao nhiêu người luôn đấy. Mà em thấy em bị ủi lắm chứ. Lo. Quá. Anh em mình đi chung đi, anh đi chung. Không, tôi không tin ai hết, đừng có lợi gần tôi là tôi đi bọt án chịu nha. Má tin em không? À không, ca ơi, anh cũng trận này cũng đéo tin lắm. Trời ơi, hồi nãy thấy cho ta đó mà ta làm bất hợp. Cái đó là hồi nãy thôi, chứ bây giờ nó khác. Vừa xuất hiện là ngay đòn là biết làm gì rồi. Chỉ có người có chức năng thôi. Dạ, vừa xuất hiện ngay đòn luôn à. Em Duy không đi làm nhiệm vụ, em Duy đi đâu vậy? Là sao nữa? Em Duy là gì? Vô đây tôi chạy, em Duy chạy đâu rồi? Em Duy đâu rồi? Rượu má. Đi chung với em là không bao giờ chết. Má giờ em nhát xuống đường hầm luôn á, đang quái bật ghê quá. Ai á? Gì vậy? Ủa mọi người ơi. Anh đứng lắc chuông vậy. Tại vì cái lúc đầu á là anh em thấy thằng Duy nó rất xin anh là nó không có đi làm gì hết mà nó cứ kêu anh đi chung hoài. Rồi xong cái tự nhiên anh nói anh hoặc hăm dọa nó một lần rồi là anh sẽ báo chuông, nhưng mà nó vẫn tiếp tục đi theo. Rồi anh lỡ vô tình anh lung chuông thì có thằng Tứ Xì Lô nó cút luôn. Mà mới nãy thì anh thấy thằng Tứ Xì Lô đi chung với thằng Ngõi nha. Anh thấy Tứ Xì Lô đi chung với thằng Ngõi. Không thôi. Cái lúc này spawn thôi, còn khúc sau lại bọn em làm rồi. Em thấy là Tứ Xì Lô đi chung với Ngõi. Tứ Xì Lô đi chung với Ngõi, chỉ có hai người thôi. Nè, Tứ Xì Lô còn nói nè, để em nói cho. Tứ Xì Lô em còn nghe là Tứ Xì Lô nói là ổi làm gì đi, tôi biết tin. Xong rồi Tứ Xì Lô chạy lên trên với ổi Quỳnh cái giờ mất tích luôn. Đồ. Không, khúc đầu thôi, đó là khúc đầu thôi, khúc sau em tắt em lên làm nhiệm vụ rồi. Em không thích đi chung. Không, mày thích đi chung nhiều. Do bọn Ngõi à, do bọn Ngõi. Đó giờ em cho em không đi chung luôn, em toàn đi lẻ không á. Rồi mày đi lẻ rồi cho mày dách lẻ luôn. Bó ra đây. Nè, không. Gì là sao? Tao không giữ kiện là ở đây anh em đều thấy, đều biết hết mà hỏi. Không có. Trời ơi, bó em là sai lầm. Em bó bự lắm, em bó bự lắm, được giết em. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bự lắm, quá giặt bự lắm. Bên tên. Nè, quá giặt bự lắm. Mày cười, mày nói mà mày cười. Không ai chứng minh được cho mày, tại vì mày làm quá lộ liễu rồi, mày làm quá lộ liễu. Em là cảnh sát trưởng. Mày đừng có xạo lồ. Mày cùng đường. Cô ta là cảnh sát trưởng. Mày là cảnh sát trưởng, mày cũng không thể nào mày nói vậy được, tại vì mày phải sợ ám sát chứ. Bây giờ ám sát giết mày thì sao? Hỏi cho anh Trung, lên nha. Cẩn thận đây, mọi người cẩn thận đây. Tại Dada không làm kịp, Dada không làm kịp đâu Bu. Tại vì Dada phải đi làm nhiệm vụ, nó không làm kịp đâu. Nó chắc chắn không phải Dada. Mới có một sát chết mà làm lẹ quá. Ủa, quá nhiều vậy. Chính là thủ phạm. Ờ, tính ra bỏ qua. Lên nhạc cho chung. Anh em. Tính ra nó vợ bỏ qua mà anh em. Về Bu ơi. Anh chung để anh. Anh đi chung với em á, anh không bao giờ chết chết được. Không, anh sợ. Không bao giờ anh chết được, bởi vậy em mới đi theo cho. Nhưng mà anh là cái gì? Anh là gì kệ anh, lỡ có ám sát là sao mày hỏi gì được? Rồi, không được, nhưng mà anh phải tin em đi nghịch. Đi chung với em là anh không bao giờ chết được. Sao thầy Bom, đứng đây giùm em, đây là đúng không? Em Duy đúng không anh thầy Bom? Ừ. Đi đây, thầy Bom đi đây. Ơ? Là sao? Cái gì vậy?
Là sao nữa? Sao sao muốn giết nó? Em đi dưới theo bọn. Em đi dưới theo bọn. Nhưng mà sao em giết nó? Em bảo vệ anh Trung. Em là gì? Trời ơi, là gì nữa? Ơi. Là gì? Nhưng mà tự nhiên nó dí anh thì liên quan gì? Phải bị bọt, phải bị bọt. Ủa? Thằng đen cay mới nãy đi với ai vậy? Từ từ nha, mọi người ơi. Tự nhiên Bubu xì bon ra với lại em, với lại thằng Duy. Rồi xong thằng Duy nó kêu là anh tin em đi chung với em là ly gịch này nó các thứ là ủa là em là ly gịch đi chung với em là được bảo vệ. Rồi xong rồi Bubu cắn thằng em Duy ngay tại chỗ luôn. Rồi xong cái Bubu nói là tại vì em Duy nãy dí em. Thì em muốn lập công chuộc tội, lúc nãy em giết thầy Bơm thì em muốn lập công chuộc tội cho nên là em dùng cái phát súng của em dí vô là gì? Không, nhưng mà thằng Duy nè, từ thằng Duy nó không làm cái gì hết, nó chỉ gọi là nói anh chỉ nói là nó đi theo anh thôi, nó bám theo anh thôi, nhưng mà em không thể nào em giết nó vậy được. Cho dù em là cảnh sát trưởng thì anh cũng phải giết em, tại vì em không phải cảnh sát trưởng đấy Bơm, em không phải cảnh sát trưởng. Cảnh sát trưởng là gì? Vậy là em một là radar, hai là con vịt. Anh Trung. Vót em là dân phòng luôn anh Trung. Chị cũ là dân phòng rồi, chị phụng nhận từ đầu rồi. Vót. Nhưng mà Dada sao tên? Ai nhận dân phòng thì nào? Sao Vót? Dada. Dada không giết người được. Yêu quyên là Dada nha. Bây giờ nè, nếu mà như vậy á, từ nếu mà như vậy á thì gặp Bu là phải giết Bu tên sao? Tại vì Bu giết dịch mà gọi là vô cớ, giết người vô cớ. Đúng. Tự nhiên kêu bảo vệ rồi. Không ai kêu em bảo vệ hết. Nè, tự nhiên bây giờ nó mọi người nghe em nói cái cho em xin mít cái, không có ai mà gọi là giết người theo kiểu mà tại vì nó đeo quá Minh Trung cho nên em giết thẳng mặt nó luôn. Không có ai vậy hết á. Em nghĩ là nếu mà như vậy thì cầm súng bắn đi cho nó dễ hơn chứ không. Nhưng mà nè, để nói nè, từ để nói, nếu như để anh phân tích theo một dự kiện, nếu như mà là Dada xong đấu thì em Di sẽ phải đi làm nhiệm vụ ngay từ đầu để em Di giết người. Nhưng mà MG là từ đầu không có làm nhiệm vụ luôn, cho nên là Pu khả năng cao là dịch. Là dịch gọi là hay thứ ba thôi chứ không phải là đa luôn. Anh Ba, hồi nãy. Rồi em bị giấy đi cho em nói. Không, cái nguyên nhân xô xa của em á, em giết cái này á là chỉ là vì anh Trung ảnh lúc này anh bị giấy xong rồi ba trước em giết anh Trung em thấy tội lỗi quá cho nên tháng này em kêu em bảo kê anh Trung. Không. Bây giờ này ai có súng là vô giết Pu liền. Vô giết Pu liền nha. Chị cậu có súng nha. Tạo. Công không vậy sao mình không bót luôn ta, tại vì Bu chắc chắn không phải là Dada rồi. Anh ba. Không phải Dada, tại vì cái game kia đó là Dada nó không làm nhiệm vụ, nó để cho em cắn luôn. Ủa vậy hả? Ai xin lép bên nha anh ba, xin lép bên người. Cái này sao vậy? Tôi kêu cầm súng bắn nha, tôi lép bên nha. Rồi chơi lép xuống cái kia. Tôi đưa cho bắn luôn. Hay quê. Rồi vậy là phải giết Bu nha, vậy là phải biết giết Bu nha. Sao mà đã xong đấu mà không làm vụ được ta? Thằng Duy nó không làm vụ luôn á. Hồi nãy thằng Bọt đâu làm vụ đâu anh. Hồi nãy thằng Bọt làm đó. Nó yêu một quả. Thằng Duy nó ngu. Đúng rồi. Thằng Duy nó cũng chiêu đó mà. Nó đi bảo vệ. Công viên. Tự tiêu mù quáng à. Ây da. Đủ. Tránh xa con Bu ra. Tránh đi ai đâu. Kiếm Bu đi thằng nào ơi. Em đâu phải. Rồi đủ mà không phải rồi. Em đâu có súng đâu. Vậy nhận dơ. Chạy ai vậy ta? Rồi Mimi. Ai da? Đấy có những ai? Nếu mà giết người xong thì chỉ có thể chạy vòng vòng trên này thôi. Cái ơi em là gì cái? Chạy xuống trạm phát xanh. Em là gì á? Nãy giờ tụi em đi chung à? Nãy giờ bốn tụi em đi chung à? Không em không thể bu đi hết nhỉ? Trong ơi. Đó bu chạy đi kiếm người giết rồi. Chạy rồi. Đúng rồi chạy. Ê Bu chờ câu đao xong Bu gặp thêm một người nữa đấy. Phải tìm việc, trời ơi, phải tìm việc mới được.
để nguyên nguy hiểm quá. Cái gì cái gì cái nói gì không nghe cái không nghe lồn gì luôn á, nói lớn lên coi. À vậy mới nãy gặp ai không? Bảo kê anh cái, bảo kê anh cái, bảo kê anh cái. Cô My là người báo thù. Ờ tự nhiên kêu tìm rồi. Kêu tìm được tìm Bubu bắn Bubu mà giờ vót thì chịu rồi, vót Bubu ơi. Anh nói vót Bubu đi, tại vì Bubu chạy quá, chạy quá, chạy quá. Trời ơi, thì phải tìm được Bubu chứ trời. Nhưng mà từ từ mọi người, để hỏi thằng Bọt là lý do tại sao mà game vừa rồi mày lại ra xong đó mày không làm vụ. Là sao? Game mà mày với Celeb là Nada đó mày không làm vụ. Cái game đầu tiên á Bọt, mày mày thì, sao mày không làm vụ? Em không thích làm, em đang em tính kiếm con Dada em giết. Ơ mày phải làm vụ xong mới giết được chứ lộ. Mày làm nhiệm vụ xong mày giết được chứ. Thì em làm một nhiệm vụ nó trừ là nó trừ dây đúng không? Không. Không, mày phải làm 3 nhiệm vụ, mày phải làm 3 nhiệm vụ. Mày làm đúng 3 nhiệm vụ thì mày mới được cắn. Rồi vậy thằng này không biết chơi, vậy thằng này không biết chơi, còn MG. Còn từ từ, MG là người biết chơi và MG không phải là Dada. MG không phải là Dada. Tại vì nếu là MG là Dada, MG sẽ chạy đi làm vụ ngay từ đầu luôn. Vậy là con Bu là phe thứ ba và đại dịch. Vót nó luôn đi. Không cho em trốn thì mọi người vót em đi, mọi người vót em đi. Là kẻ bảo thủ đúng không thầy? Đúng rồi. Đấy là mọi người ở đó đông này, Bu chạy xuống cống này. Có thể là Mimi không phải là do Bu giết. Có thể là một con vịt khác. Dạ không, em chỉ có đi trốn thôi chứ em không có giết ai nữa, được nữa hết đó thì Quyền ơi. Em không có giết người. Nhưng mà mọi người phải tin cái dự kiện của em trước đi. Anh ba, nhưng mà em Duy cũng có cái trò Dada không làm nhiệm vụ mà. Đâu, thằng Duy nó phải làm nhiệm vụ nó mà. Nó không làm nhiệm vụ, nó bị giết quan ức thì sao? Đéo có ai mà Dada mà không làm nhiệm vụ, ngoài trừ không biết chơi thôi. Không có lấy đồng tin của ai được hết. Tại vì em lấy đồng tin kiểu đó là bị giết thì sao? Nó có một pha Dada mà. Mọi người vote em đi mà mọi người, thiệt, vote em đi. Vót đi sai chịu chứ giờ sao giờ sai chịu chứ sao giờ. Rồi cái này sai chịu. Sai chịu tại vì giết lộ liễu quá, giết lộ liễu. Bù xin lỗi dây, Bù tưởng anh này anh sẽ tin Bù nhưng mà anh này không tin Bù. Anh này khó chữa quá, anh này đang gây quá. Bây giờ Bù sai thì anh chung chịu thôi. Sai Bù thì anh chung chịu. Còn một vịt và một chim ưng. Vậy không bu vịt thầy Bơm ơi. Cô Ba làm tới đây thôi chịu rồi. Lên nhạc cho cô Ba ngay. Là bu là vịt. Bu lấy lòng tin của tao. Rồi, anh chung này đi, anh chung này đi, anh chung này đi. Là gì kệ tôi, hỏi chi. Anh chung. Tôi có chức năng, lấy gì tôi lo được. Tôi lo được mấy cái hàng kia. Anh chung là người, anh chung là người. Em lê gịch nè, anh chung, cho với tên em. Lê gịch, mày, lý do tại sao mày lê gịch? Mấy anh này em mới khám của My xong. Đi riêng coi. À mày mới khám của My xong à. Đây. Còn đó gì cùng á, Ai dưới đốc. Đúng. Lép là mì. Lép là tôm mì à. Hạt tiếu lớn. À. Mày đi đâu? Em mới khám của My xong mà. Thằng lồn Celeb tự nhiên nó chui chui với cống hoài vậy. Nó làm định làm con cặc gì vậy? Cái với anh đi làm gì? Đi đâu vậy? Tụi em đi đâu vậy? Em kìa kêu muốn giết em ở trường cống kìa. Ai? Em kìa. Em kìa muốn giết em. Làm vụ đi, làm vụ đi, làm vụ đi, làm vụ đi, làm vụ đi. Em đập rồi, em đập rồi. Ủa sao nhanh vậy? Sao nhanh nhạy vậy Quang Hề? Cái thằng lồn xin lét mày đủ má mày, mày đi vòng vòng qua vậy thằng lồn. Vòng vòng chơi. Ủa sao xin lét chết rồi? Xin lét với anh ba rồi. Con đỉ mẹ nó nữa chứ. Trời ơi thầy Bờm ơi,
Người ta tính hay là giết lấy lòng tin mà ông này ông đang nghi quá em không chịu rồi. Đang nghi cái gì tự nhiên giết kiểu đó là sai cách. Em giết kiểu đó em phải trời có một lý do nào đó để giết gì chứ em không về cho. Em không có lý do. Thằng lồn ổi là đủ có giết pha đầu anh thám tử ngồi anh chết ác điệt mà bị trúng ngay cái đầu đỏ đó luôn. Tại vì nguyên một đám đang đứng, tại vì nè nguyên một đám đang đứng ở đó thì đủ á mày không có án mạng gì hết, tự nhiên mày chạy ngang, mày có đúng một mình mày duy nhất mày chạy ngang thôi thì anh chết mày chứ cả anh chết đủ ở nguyên đám đó. Cô bé ba chết rồi hả? Thám tử mà đi khỏe. Thám tử Khải tình nhân em Khải đi luôn. Thám tử này khác với là thám tử Lê hồi chiều quá. Khải nó tình nhân ơi dậy chưa với em nó đi luôn rồi anh ba. Khải à? Khải tình nhân ơi dậy chưa đi luôn. Cái lột má thằng lột celeb này. Celeb khúc luôn rồi. Vậy là con ấy. Ôi ba dịch chết luôn, vậy là con si cay. Trời. Trời. Vậy là con phải đi ba. Chết anh đi được chim đi ra. Vừa nãy không em nghe quên hè nha, để quên hè đi xuống cổng một mình làm trời ơi tôi là người đập đá đầu tiên luôn á. Celeb chết luôn à? Celeb chết luôn kìa. Nhưng mà có ai thằng Đàm có bằng chứng ngoại phạm không? Có ai đi chung với thằng Đàm không? Có em với cả thằng dealer nhìn thấy cái xác không có thể theo nha. Em là đúng không có bộ năm, tại vì bộ năm những người này nè thằng ngẫu với này chết là tình nhân em gì chết là do bu giết mi là do bu giết cho nên không có bồ năm, chỉ là có cần cền. Ủa có gì hàng gì chim mưng thôi, chỉ còn đúng chim mưng thôi anh em ạ, còn đúng duy nhất chim mưng thôi. Sky là gì đấy Sky? Bồ năm là chết nhiều hơn thôi, Sky luôn chứ còn gì nữa. Bây giờ tôi nghĩ là quan hệ với lại Sky thôi, tại vì hai người này là đi với nhau nãy giờ, một trong hai người thôi. Chị bắt trước trong nói gì đi. Trời ơi em nói đi đầu mới được biết sao anh ơi. Ủa còn bây giờ bị dí em phải nói chứ, người ta bắt em mà em cái gì vậy? Vừa nói xong chưa kịp nói nữa. Ây da, Sky em ơi, lên đường đi chứ là ây da là em kìa là em bắt trước, em bắt trước giống quá mà. Còn ai? Quan hệ á. Mà thường thật không á. Thằng quan hệ á. Em bắt trước giống quá mà. Quan hệ là cần cần, là chim bưng đó. Trời ơi. Anh ba lại về anh ba. Đụ mẹ tao thám tử luôn. Đồ má con chó này nó cứ chạy vòng như thấy mình chỗ hay không select tìm không được cái sao post. Trời ơi. Đồ má nó chạy vòng như đần cái đồ má đó chứ. Em vòng sao mới trắng được chứ anh ba. Lộn rồi mày chơi con đần thôi mày, đồ má. Đồ tính ra tôi làm hết nhiệm vụ luôn đó chị. Làm hết luôn rồi anh ba. Em làm hết hai nhiệm vụ giải mạo luôn rồi chứ. Ừ hay quá ổi ơi, nhưng mà sao mình bị xui một cái là mình không có xe á ổi. Mình không có kêu xe được. Em là tình nhân ơi dậy chưa rồi? Chết rồi mà còn báo nữa. Hai chị cũ làm nghi quá, tưởng không phải tưởng chị cũ chứ. Đó trời ơi. Tự nhiên đứng ngay ngồi hang chị cũng nhìn hoài. Ủa con vịt nhỉ? Ủa sao con khi chạy chậm? Tình nhân lẫn Khải rồi. Ủa thằng Bọt là gì vậy? Em đi Khải. Ờ. Bấm nút gì chạy chậm vậy? Thì ấn chuột một chỗ à, ấn cho tự. Không đi bằng bàn phím đi. Vậy là ta đã chết rồi. Ta chết rồi đó. Ờ, mình chết rồi. Vậy ta đã chết rồi. Để chết đi chết em coi ta đã ở gì đã. Đi kiếm chết. Quên em thì ta đã ở đây mà. Đâu, ta đã ở đâu vậy cũ? Đổ mất. Ê, vậy là thằng Đàm giết ta đã rồi. Thằng Đàm giết ta đa đúng không? À, tụi nó nhập hồn hết rồi, Tự nhiên là xuống đây thì quyền thôi. Đứng đây đứng chơi trò chơi đúng không? À, ai giết thằng Đàm giết đúng không? Ờ, cái game nó khó chơi thế. Cái thằng Đàm cát. Tommy. Thằng Đàm cát đúng không? Tommy. Không có cát vừa la làm rồi chết cơm rồi. Đồ cô ấy cũng càng lắm nha, cô ấy cũng độ mới gấp lửa bỏ tay người lắm nha. Cô ấy cô ta thám tử. Ừ, tao mày là thám tử. Vậy xạo lồn, độ má xạo lồn.
quan hệ em lấy gì vậy? Mấy con ngỗng bao ngu luôn Thành ơi. Ngỗng ngu vậy. Nhưng mà thằng Đàm vừa đi với Quang Hề một đoạn dài, Quang Hề không có riêng. Vậy có là còn tao mày ơi, tại tôi với. Bò hả? Gì nữa? Đổ nó là thằng tử rồi. Cái đồ má thám tử. Thằng Đàm. Thằng Đàm. Thằng tử không có đâu. Thằng này thánh tử với chết là tôi cái này đâu. Tôi mình với cả Thành gì? Dealer cũng đi riêng rồi mà tôi với cả Quang Hề cũng đi riêng rồi. Hai người ấy không giết tôi, yên có bọn cái có người chết. Tôi là nhà thám hiểm, từ nãy giờ tôi đi có ai nói vậy có ta ai đã, giết gì đã, đâu. Tom, đúng rồi, tao mày thôi, tao mày thôi, tao mày giết. Ừ, cái phải đó. Thằng Đàm, thằng Đàm cắn, tao mày là thám tử. Trời ơi. Tại vì ta đa có bà Tom, ta đa binh địa cũ là chỉ có giờ còn lại tao mày à. Đậu mẹ không dịnh vô nó là thám tử, tại sao đậu cái lúc ông Quyền chết không ngồi nó đứng kêu đứng yên để nó chết. Em game. Ê. Em chứ vậy. Em chứ vậy ta. Hay là còn em rồi, em rồi, em rồi. Em rồi. Tại vì để ta đó. Chim bơn độ quá còn con chim bơn. Phân tích chuẩn quá. Cô ba phân tích ghê quá. Rồi vô. Cô ba ấy, đây nè. Cô ba ấy đi back for sure. Cô ba ăn lồ mỏ vừa chạy lại chắc nguyên cái đầu đỏ lồm cái đầu má giả bộ ghi bọt dí em gì luôn. Ê đổ cái pha đó đang lồ bọt. Cái pha đó thằng bọt cháy lồ mỏ thiệt không? Bọt. Phải nào anh? Mày tao dí thằng ngỏi á, là tao giả bộ tao nói ngỏi đi với lại tướng xì lô á, mày thấy thiệt không? Em thấy ngồi đi với tới slow thiệt mà. À ngồi vậy đi. À. Tên. Đi ngay chỗ sân banh đó. Tại dí giờ, tại dí giờ cũng được. Ủa anh dí đại luôn hả? Anh dí đại luôn, anh dí đại luôn. Trời. Tại vì đó, là tới slow. Tại vì anh thám tử, tại vì anh thám tử anh chết được cái đầu đỏ rồi, mày hiểu không? Anh chết được cái đầu đỏ rồi. Người AV em đi cày lên thích. Người ta chơi à. Phép ron rồi giấu ron nát rồi trời. Rùa rùa ảnh rùa. Thì tao dí mà, tao dí nó đại mà. Ta thì cái đó nếu như mà không ai thấy thì bạn nghi ngờ nó thôi, nghi ngờ lồn mỏi thôi, có gì đâu. Ủa mọi người ơi, mình không chơi chim bồ câu phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Cái lột má thì cái lớp 3 mà tranh đùm đéo gan cặc gì. Lớp 3 mà tranh đùm đéo gan cặc gì. Sao thì yes sir. Yes sir. Yes sir. Thì mà, ủa anh trai này là cái gì nhà hám hiểm hay gì vậy? Đứng ở đây không sợ thấy tung à? Dữ trời. Marhaban. 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 Mahaban. Tôi thấy ổi từ dưới cống chui lên. Gì nữa? Đúng không? Con mày vừa đi lên. Anh đi. Không, thấy rõ vàng anh đi rồi, chó gì nữa. Anh em ơi, tôi còn đang ngáp mà trời. Nè, từ từ, để anh nói. Ba đó mọi người. Cho anh nói cái, là bây giờ, cái khúc đó là anh đang, anh sợ giống như đợt trước, đường cùng cắn anh đi dí ra, đứng ra ngoài sau một góc. Thì cái góc đó chỉ có em với thằng sếp đứng, mà thằng sếp đã đứng yên một chỗ luôn. Còn em là con vịt, em đi tới, em vừa, cái xác vừa mới đi, cái em nhíp, là chỉ có em thôi. Em... không mà có thể đa đa đó anh Trung ơi, tại vì em đã đông lắm anh Trung. Đa đa sao giết được sớm nhanh vậy? Anh em mình tỏ đông như vậy không thể nào. Nhanh lắm anh ba, nhanh lắm anh ba. Nhanh lắm, nhanh lắm.
đa đa đó, đa đa giết giết con lậu liễu như vậy rồi chị. Ờ giết luôn con lậu liễu. Đây, em không có giết lậu liễu đấy. Em đây là đây đây, em này đây đây. Chắc chắn rồi. Không, tôi không, tôi không là 2-3 luôn. Về hỏi gì? Tôi là siêu ngu luôn, tôi gọi là quan vậy thì nông vậy chạy là giết thì là đa đa chứ ổi dịch gì nữa. Hồi nãy giờ em làm đa đa là em auto làm vụ là gai nhanh lắm, gà gai giết số 1 nhanh lắm nha. Nhưng mà không phải. Nhưng mà tôi không có giết, tôi không có giết người lẽ vậy. Nếu mà tôi giết thì anh ba ấy. Không, anh ấy giết anh em, boss anh ấy, anh em boss anh ấy. Không, tôi là ngỗ ngu thiệt. Nên là tôi ra hai lần. Thằng ta đang nãy giờ nó giết điên giết khùng mà nè, nãy nó vừa kêu anh đi đa đa xong giờ giết anh em mà bị gì vậy nãy. Tôi biết ai là giật rồi đó, tôi biết ai là giật rồi đó. Không không, ta đa là Israel, Israel, Israel. Em chưa hiểu, em chưa hiểu ấy mà gì? Em chưa hiểu. Mọi người. Cái xác của Sky á, ngay cái hẻm là khi mà em từ cái sở cảnh sát đi xuống á, là cô My từ ở cái hẻm ngay chỗ cái xác Sky đi lên cái cống. Thì lúc đó là thằng ổi từ dưới cống chui lên. Thì lúc đó em đi xuống thì em thấy cái xác bu bu đổ thừa em giết. Nên là nghi hai người đó nha mọi người. Bu bu chết rồi. Bu bu chết rồi. Thì đó, ý là trước đó, trước khi chết á. Trước khi chết. Là nãy thấy ổi với cả slow. Khoan, từ từ. Không. Tứ, đó lại ngay cái chỗ mà anh em mình đứng là cái chuông đúng không, là có xác chết. Thì mày thấy cô My chạy lên trên cái cống ở trên đúng không? Là lúc mà em từ trong đồn cảnh sát á. Không, cô My không đứng, em đứng trong đồn, em đứng là ngồi. Em thấy ổi với cả tứ slow cứ rủ nhau xuống cống không hiểu để làm gì. Không, đừng chen mít em. Không. Em đứng ở trong đồn em đợi ta đa, em thấy lâu quá. Đúng. Thì em mới đi xuống bằng cái đường đó để đi xuống là ngay cái chậu cái chuông. Thì em thấy cô My đi lên là vừa lúc thằng ổi từ dưới cống chui lên. Đó, xong rồi em đi xuống thì lúc đó là Bu Bu thấy em thì Bu Bu đổ thừa em giết người. Xong rồi một đứng một hồi là Bu Bu bị giết đó. Nhưng mà cái lúc mà gọi là nguyên đám đứng ở đó có cái xác là thấy cô My từ ở đi hướng dưới đi lên di chuyển lên nha. Cô My đi trước rồi anh ba. Không có, em đi lên trên trước rồi. Em đang kéo giấy đó. Không, lúc đó cô My cũng có mặt mà, lúc đó cô My lúc xác chết có cô My đâu. Không, cái đó là cô My mới chạy xuống á. Còn trước đó, trước khi mọi người thấy em á, là cô My đã chạy lên, là em chạy xuống, là em thấy cô My. Em từ đồn cảnh sát chạy ra mà. Tại vì em hay hẹn ta đa đó, đồn cảnh sát á, em đứng lâu quá, không thấy. Em cũng đâu chắc được cái xác đó là liên quan tới cô My đâu, tại vì lúc mới spawn là đi thì làm. Thì tôi đâu có nói là cô My đâu. Tôi đang nói là nghi vấn mà. Để tôi nói này, tôi nghĩ là có con vịt tàng hình hoặc là siêu năng lực gì đó thì lúc đấy đang đông vu vu kiểu đang đông đủ đầy đủ vậy mà sao mà giết lộ như nhưng vậy mà nữa. Tôi xác nhận anh đi Legit. Nhưng mà có một cái dự kiện này nha. Tại vì có một dự kiện đó là cô My đi từ cái hướng ở dưới cái thùng game xuống lên luôn chứ không phải là kia nha. Đúng rồi, có thể nhảy cống á, có thể nhảy có thể là chui cái cống đổi vị trí đó. Nhưng mà ta đâu đi xuống công viên gặp em nha, đi xuống công viên gặp em có chuyện thôi. Mình anh hơn, mình anh hơn. Để ý thằng hỏi. Em chạy ra cái chỗ. Để ý cái hỏi. Chỗ mà làm nhiệm vụ ở cái xe ở cái góc á. Xe ở góc à. Xong rồi em chạy xuống cái thùng. Xong rồi em thấy mọi người đang đứng ở đó, em chạy ra đó. Có người ta. Đi đâu? Em. Có người ta. Marhaban. Marhaban. Anh vẫn còn ở đây. Marhaban. Mahapan. Anh ba ơi, em lên gật. Mahapan. Lên gật mày là gì? Em biết được ai chết. Ba là gì vậy? Anh ba với khùng với điên. Dí có khùng. Thêm một người chết. Với khùng với điên gì? Ấy không, ba người. Tại vì tao đứng đó tao thấy anh Ni mà tao dí anh Ni chứ. Không rồi. Vừa bốc xác là anh hô anh Ni cái là em chết ra đâu phải đâu. Đầu trắng mà. Thì chắc là năng lực da thì bây giờ nè, từ đó trình bày nghe nè, lúc đó là ở đây đúng không, cái xác đây đó là nguyên đám này đứng đây, tái cô My đi từ dưới này lên nè chứ không phải là đi từ trên xuống nha. Cô My nhảy cống đi từ dưới lên đó. Em diễn lại nè anh ba theo em diễn lại nè anh ba theo em diễn lại cái tình nè, cái xác là ngay chỗ này. Là lúc đó là cô My từ dưới này đi lên đây. Đúng đi rồi, chui vô xuống cống. Thì em từ đồn cảnh sát, Ê, ê, ê. Mày thấy gì không? Chết đi. Từ, bây giờ đi kiếm người đi chết, không được, em phải chết đầu. Rồi, đi. Chết 5 người rồi nha, chết 5 người rồi, còn 1 người nữa. Từ, kiếm người chết. Ôi, cái xác đó là người gì mà nói tiếng Việt nhiều vậy, A3 mặt cười.
Mahaban. 6 người rồi, 6 người rồi. Ồ, phải chết. Kệ kệ kệ, ổ Quỳnh cũng bị kệ, ổ Quỳnh cũng bị. Ê, cười kìa. Vậy đó. Trời ơi, cái gì? Chạy chạy chạy. Tôi có làm gì đâu. Hai người đó cười. Ôi, nó vừa hát lên núi á, buồn cười. À, bây giờ mà... hồi nãy cái một cục ở nó cắn người á. Một cục Liên ở cắn người đó, tôi đang đi công viên có ai vậy? Rồi một cục ở công viên có ai? Một cục ở công viên có ai? Anh có đi anh đây. Có anh thành dealer với lại tướng silo đang diễn tập lại cái hiện trường. À, ở công viên đúng không? Không. Ở cái thùng ghép. Ở đâu? Ở ngay chỗ cái chuông á, chỗ cái chuông á. Cái chuông xa. Còn mấy người kia bên kia đâu? Mấy người kia đâu? Cô My thì biết rồi nè, cô My. Nè, bây giờ nè, tao nói thẳng luôn nè là cái khúc mà gọi là kia là ba tao lên là thấy cái xác của thằng Bảo Bọt hay thằng Đen cây gì đồ xanh xanh, cái tụi tao đi kiếm người, tao chết thì tao chắc ngay chân ở Quỳnh là đủ má mày nó đổi lên. Đổi lên cái đầu. Vậy đúng luôn. Đúng rồi, nó cút đi, đúng rồi, vậy đúng rồi. Nó là kẻ giả mạo, nó kẻ mạo danh á. Cô My đi chung vậy, cũng vậy bị cười đi. Vậy là nó là kẻ giả danh luôn. Trời ơi, tưởng nó là bồn ông á. Đúng rồi, cô My đi chung và cười nữa nha. Mà không, mà nói chứ đừng giết em là dân phòng, em... Đừng có cố gắng cái gì nữa hết, đừng có cố gắng nữa. Cùng đường. Đừng cố gắng nữa, cố lên nha, ta đây ơi, cố lên. Còn cô My chắc rồi. Vậy là hồi nãy nó giả dạng cãi xong nó đi ngang qua anh không nói gì luôn. Đúng rồi, em kêu nó không trả lời, nó né. Nè, có người trách thành dealer, có người trách thành dealer nha, là còn gián điệp, còn một con gián điệp. Rồi, đi kiếm cô My gác xin luôn. Đi làm vụ đi. Để ta nhắc xin Kobe ra. Được, có anh ba đi nhắc xin đi. Thôi, đụ mẹ tao thám tử tao gác xin tao chết ăn lồn. Đụ mẹ tụi mày gác xin đi với tao thám tử gác xin tao chết à. Thôi, tao chịu. Đụ mẹ. Anh nhờ anh ba lấy xin đó. Bộ vụ vậy chứ cô My vụ, cô My khoái lắm. Chứ bộ vụ vậy là cô My khoái không nha. Cô My nghe, cô My ghiền liền, đam mê liền. Mày là ăn cặp gì mà mới đi em vòng ngoài vậy? Cái gì? Em chơi Ronda Da mà. Em đòn nào cũng là Da Da đó. Cô My đi chung cười là dễ dàng. Biết rồi! Da Da, cứu chứ. Hay quá, xin lém ơi. Trời ơi, Canada mà nhận thám tử. Hay quá cô My ơi, hay quá xin lỗi. Anh cười, có sự anh cười khoái luôn. Hỏi ơi, anh cười khoái lắm hỏi. Trời ơi, anh ba. Anh tưởng anh win. Đổ má hai thằng mày bị sao để bị giết hai người luôn vậy? Trời ơi, anh ba chạy hai con vịt nó đi đằng sau. Em đi toàn đi chung với nhau kìa. Trời ơi. Bây giờ mọi người đi nhưng chung mà phải đi chung mới chip một kêu được. Anh ba không chịu để. Trời ơi, tự nhiên pha kêu với anh Quyền vội em. Vội quá. Bị Eli thấy, hên select thủ tiêu kịp. Chết cơm. Cái nôn của anh ba là phải đi một mình. Thì lúc đầu là anh đi một mình mà, anh đi một mình không mà. Hay rồi, lẫn. Tại vì lúc đó là vô trong kia tự nhiên Nguyên đứng nghiêng đó luôn mà. Má cái đòn vậy chị nó lỡ quá. Anh Canada nhưng mà không show ra cũng ngoài biết anh trai. Ra toàn rôn nó ngu luôn. Rồi biết. Có một tí chức năng gì. Cộng một nữa đi. Với lại hồi nãy em cũng ghi celeb rồi. Tại vì mới đầu vô là celeb nói là what's your name vậy đó. Xong rồi anh chụp nó anh chưa. Đồ mẹ tao nói tiếng xin chào của Ả Rập nè. Mắt hai ba anh. Anh chơi coi nào, anh cũng là đá đa mà gì? Sao nghi ngờ anh được? Tại vì anh bớt cho lem. Thôi vô luôn nha anh ba, vô luôn nha. Rồi vô luôn đi. Thì anh chơi coi mà. Đừng biết em nữa mọi người ơi, cho em chơi lên với. Ủa nhưng mà sao em đi, em không nở năng gì vậy? Em chạy
chạy rồi đó cô My ơi, em không biết cô My rồi, em chạy rồi, không kịp cô My ơi. Game này game đâu sầm chứ phải game dịch. Mà sao thằng ổi mày ờ, tính ra cái pha đó là giết nhiều lắm anh em. Đúng cái gao đầu tiên đó đó. Sao anh em chốc tôi được? Đúng cái gao đầu tiên là đủ mà mày 4-5-10 chết rồi. 4-5-10 chết rồi. Rồi gao tiếp theo là điệp mà mày tụi tôi đang đứng diễn tập ở đó thì điệp mà mày là có người nổi tiếng chết luôn. Cái lồng quá thôi đủ. Tôi tưởng là chỉ còn cô My thôi. Trời ơi, tôi cha con gần cờn con bồ nông ra đâm văn ngỗng ngu. Trời ơi. Cái gì nó giết vô giết tôi luôn đi. Không rồi tí đó đến cắn người hết. Bộ anh đâm ra mẹ. Sát thủ tay chơi. Chúng ta là ơi. Chết ta cơ. Anh đang bỏ tôi không mà hồi nãy cũng bỏ tôi luôn. Trời ơi, tính ra anh nào nó lẹ quá ta. Mới có hai tên boss là đầy khúc tại rồi. Tại sao anh ba lại chạy? Tại sao anh ba lại chạy? Tại sao anh ba chạy vậy? Đủ mẹ thì tao đi một mình. Hai tụi mày đụng á bị... Em kêu Red Sin đi. Red Sin thì bây giờ đụng á tự nhiên hai thì hai tụi mày phải đi chỗ khác để tao Red Sin của My với hai tụi mày đụng á. Mày chạy theo tao để làm lộn gì? Tao giải thích cái ron thám tử của thằng... Ủa? Sao cái gì đúng vậy? Này? Ủa là sao? Không được đâu ổi ơi. Ổi đi. Người đang bị bắt. Gì ổi gì nữa Văn Huy? Ổi gì nữa? Người đang bị bắt. Người đang bị bắt. Ổi gì nữa Văn Huy? Là vậy đó. Đồ má nó làm lẹ dữ vậy. Không có sai được. Ổi đang đi làm nhiệm vụ mà. Thằng ổi nó khát máu ác luôn á, vụ xuống cống mà nó bật liền. Trước mặt luôn hả? Không anh ba, hôm nay thằng ổi được cái rồi làm dịch nó khát máu lắm, nó gặp ai không có, không phải em, trời ơi, làm mọi người ơi, làm sao mà em làm dịch tới 4 game liền được. Có khả năng mày ơi, đủ mày em mày, ta cho mày một boss liền luôn á. Nhiều á. Không có, thiệt tình em đi làm nhiệm vụ ở bên đồn cảnh sát á. Hồi nãy em làm dịch với nó khát máu lắm, nó gặp ai là giết người đó, nó không làm đâu, giết nó luôn đi. Dạ mọi người ơi. Lúc này ở đồn cảnh sát là có Imbu, Annie, Tada, không có ổi ở đó. Thế sợ lồn rồi, sợ lồn. Sợ lồn cho Cúc luôn, sợ lồn cho Cúc luôn. Rồi, ổi, Cúc em, ổi. Mình tỉnh lên từ từ, chưa, cho giải thích đi trời. Không cho giải thích, đủ mẹ có người thấy, rồi có người chứng minh là mày không có ở hiện trường luôn. Có người làm chứng. Ai thấy? Thằng Quang Hề làm chứng, rồi xong Bu làm chứng là mày phát hiện trường, mày phát không có ở hiện trường nữa. Ủa Quỳnh là thủ phạm, lên nhạc thì bông. Quang Hề là vậy. Gì nữa? Mẹ trời Khải sống chơi Khải boss tôi trời, biết gì nãy giết Khải được rồi hả? Sao đổi tội? Cái gì vậy? Giết được cái lạ, tụi giết. Được, Sabon đã giết. Trời má thằng lồn với Dương cặt gì nó cắn người vậy trời. Sợ thiệt. Quá là sai lầm. Em bu dáng này bảo vệ được anh Trung nha. Không, anh Trung không tin được. Không tin ai hết. Mình đây gạch cái kiếm chỗ để mình đi gạch đông quá. Còn anh đi thì tao cũng nghi lắm nè. Anh ba chứ cách nhấn nút cách gì hả anh ba? Sợ quá vậy. Tao mai chết rồi, tao mai chết rồi. Bây giờ anh không biết làm báo. Anh bấm chuông đó, bây giờ em giết không? Tao giết không? Ôi đi. Anh ơi, mình lại kết nghĩa mà đi tiếp đi anh ơi. Đi. Anh ba dịch làm vụ hơi lâu cho tớ. Phát, bắn. Phát đâu mà phát. Ta làm nhiệm vụ ở đây thì phát cái gì? Xuống gần. Rồi nhiệm vụ ở đây là gì anh ba? Cái gì, ủa ATM rồi cái này là gì vậy? Liên kết giữa dự kiện à? Có vậy. À, ATM dịch xong rồi cướp. Cướp đúng không ta? Cũng hơi tính nha nghe. Rồi, uy tín. Người ta sau chuỗi hình ảnh này là kiểu dữ kiện ở đây. Mà anh đã là gì? Trời, người ta hỏi chi trời. Trời, tụi em đi gịch rồi. Sao ta tin tụi mày đi gịch được? Tụi song sát. Nè, song sát. Tôi đứng bên đây, tôi nhìn bên kia cho anh đó. Nè, tôi thấy cô My nè, cô My hay quyền tâm sự. Ê, em tập vợ chồng đi chung anh em. Đi tụi em. Đó. Cô My làm dù dịch, nha. Cô My đứng đây làm dù dịch nha. Trời ơi, em nói cái chanh này anh. Nói cái chanh à. Phát đó. Cũng chơi nhiều, cũng biết đó. Cũng phát đấu rồi đó. Em giết anh Quyền rồi.
con mới lại đi chung nè, lại một kiểu rồi. Đây là mù đông thứ tư rồi nè. Đông quá, chạy. Mù đông địch thúi nha. Anh Trung đi đâu với tôi đây, đừng có giết tôi. Anh Trung làm vụ. Cũng xuống nó đập đá. Ủa, anh này của em đâu rồi? Từ. Anh này của em hả? Anh này của em đi đâu rồi? Lẹ đi. Anh này có ăn vô. Tứ xì lô với lại ta la đi chung hoài ta. Trời ơi, tụi em lên gịch đi theo anh mà. Thấy thằng Đàm đó mất tiêu, thằng Đàm nãy giờ đi lẻ nhiều nha. Thằng Đàm nãy giờ đi lẻ nhiều, không thấy thằng Đàm luôn. Của ta đó mà. Ừ, không thấy thằng Đàm luôn, từ để tôi kiếm. Thằng Đàm bị nút luôn rồi, thằng Đàm bị nút rồi. Kệ này đây nè, đây nè. Á đồ má, game này sống nhiều người ta, vui vậy. Thằng lồn select đâu, thằng lồn select đâu. Đồ má, game này sống đúng đâu. Trốn rồi. Đi chung nhiều quá. Em select đi lẻ quạch. Thôi tớ, ba công viên làm vụ cho tớ kiếm tiền. Đi, đi, đi. Đủ má. Chị ca, anh là cái con cạc gì mà nhớ anh? Anh là gì? Ủa, cái game đi này chơi sao vậy? Thì mày phải đi. Game over hoài luôn kìa. Mày đi lượm đồ xong mày đi qua kia. Rồi. Ủa? Ba đi một mình vậy? Em mới đi một mình á. Em đứng ở đó làm chi? Em đứng đó làm chi? Em đang dính xem có ai không, trời ơi. Rình à. Bấu á này đúng vậy. Rồi, đi. Cái gì? Sao? Làm cái là sao? Là sao cái? Một cái này đủ má, không hiểu nha. Thì A3 Gì vậy? Hai người dí tôi vậy? Là sao? Tự nhiên hai người dí tôi vậy? Ôi, uống đi hai dịch làm đôi. Dám lắm nha. Dám lắm á. Ồ, có xe. Ba đạp đi. Ê, xe là mình làm vụ đâu ta, dịch làm vụ thì xe là ở đâu nhờ? Ở ngay chỗ đồn cảnh sát đúng không? Đồn cảnh sát là ở đâu? Em bắt xe em thôi. Có người đi theo em ơi. Là sao? Dắt quá vậy. Là sao cái? Không hiểu, đủ má là sao? Chết mẹ rồi, rồi. Thằng Đàm cút rồi. Thằng Đàm đâu? Thằng Đàm đâu? Đi xuống dưới. Anh Quyền với lại cô My đi lẻ đúng không? Đây rồi. Ai cha chị ba, hai vợ chồng này. Không, anh đâu, anh Quyền với lại chị My không phải là dịch. Em biết hai con dịch rồi. Tụi mình có khả năng mà anh ba bình tĩnh. Anh lên đi mà, anh biết là thầy là biết là bên mình đi chung mà. Em biết hai con dịch, em biết ba con luôn. Anh gãi làm đôi nha mọi người. Em biết ba con dịch rồi. Ba con lại. Chết một con hả? Một là chị Kai, hai là em đi, ba là Bu Bu. Nữa rồi đó. Không. Thằng này nó xàm rồi. Thầy, thầy Bơm ơi, như lúc nãy á, là em với lại anh đi qua bên kia thì để lại là có anh Thành Dealer, có cô My, có thầy Quyền và có cô ta, chị Hằng Đàm. Thì sau đó chị đã ngất ra đó thì hung thủ chỉ có thể là một trong ba người ạ. Không, từ nè, để lúc đó nè, lúc đó để nói cho là lúc đó là đang đi với lại thằng Sky, với lại một đứa nữa là thằng Thành, đúng rồi. Lúc đó là đi với lại thằng Thành, rồi xong rồi đi từ ở bên cái hướng mà cái trường học đi qua phòng thí nghiệm, rồi qua tới đội trạm cảnh sát thì thấy khá là nhiều người, bốn người chẳng hạn. Bốn người là ai nhỉ? Hình như là thằng Khải, rồi thằng Quang Hề, rồi Bu Bu, anh đi với Tứ Xì Lô gì đó. Rồi xong thấy hai vợ chồng. Bu Bu, anh đi. Anh ba.
Rồi thì thấy hai vợ chồng kia đi thẳng lên, hai vợ chồng đi. Em ở sân công viên. Bọn em không, nhưng mà em phải đi ra sân trời. Tôi có chức năng nên là tôi đi chung. Anh đi với cả Bubu bờm chạy đi lẻ nói thì thầm cái gì ạ? Đúng rồi. Em đi với anh Quyền. Nói là bọn em phải đi riêng. Bọn em phải đi riêng thôi, tại vì chị Mimi muốn đi chung. Nhưng mà tại sao mấy lần sau có khác? Hãy đợi anh chồng coi sao. Nè, từ từ mọi người nghe, mọi người nghe cái dữ kiện của anh trước đi, là lúc đó là đi cảm sát xong là thấy anh Cô Mi với lại anh Quyền đi thẳng từ ở dưới lên đó, thì là chạy xuống, là lúc đó là đi xuống là tối tìm thằng Đàm, là thằng Đàm ở ngay trong chỗ thùng game của quán ăn ở thùng game thùng đó, là thấy cái xác thằng Đàm luôn, là vót luôn đó, là chắc là bọn em này nhau ở chỗ mình mới rồi đi một cái ra đi với cả quán thùng. Đúng rồi, quán mình thùng mới đó, mới em chạy lên này. Thì bu chạy sang trạm điện đó, còn không. Mimi với lại anh Quyền chạy lên từ hướng nào, từ hướng ở trong quán ăn ra hay là ở ngoài cái đường hẻm? Rồi em chạy thẳng lên chỗ cống á. Rồi sai, chạy từ quán ăn ra xạo rồi bót đi. Tôi giả bộ tôi hỏi vậy thôi chứ tôi chạy từ ngay cái cửa quán ăn đi xuống dưới luôn á, là thấy hai chồng chạy lên, là hai chồng nói là chạy từ đường hẻm ra, là anh Quyền với lại cô Mi luôn, chắc chắn luôn 100% Quyền với cô Mi luôn. Em đi chung với Quyền cô Mi rồi, đi chung vào mọi người. Không, thằng Khải là nó xạo rồi đó, thằng Khải là cái gì rồi đó, Khải là xạo đó, thằng Khải xạo nói chuyện với tụi em mà. Nhưng mà Khải là đi chung với từ trạm điện, từ trạm điện lên quán ăn xong rồi gặp nhóm tụi em đó. Không, cô Mi lầu đuôi rồi anh Quyền ơi, cô Mi lầu đuôi rồi. Hai vợ chồng lúc đầu là nhớ không, là làm nhiệm vụ, phát nhiệm vụ đi làm nhiệm vụ dịch ở ngay trong chỗ ra trận cái xác. Trời ơi, ở đó là tôi cái ảnh đó anh. Không, hai người làm nhiệm vụ dịch luôn, cả về chỗ đó có tới hai nhiệm vụ dịch rồi. Bót cô Mi nha mọi người, bót cô Mi nha, bót cô Mi rồi xong tới anh Quyền nha mọi người. Cô Mi. Cô Mi với Quyền. Thấy không, thấy hai người bót tôi không, hai người dãy gói tôi nè, thấy chưa? Không, có em bót, em bót, em bót. Chính ra là em bỏ qua. Bu là gì? Em bu cảnh sát trưởng. Cảnh sát trưởng ạ. À. Nhưng mà tại sao em đi với anh đi? Em bu sẽ ra giết thầy. Dạ, anh đi là báo thủ, lộn báo thù anh Trung. Rồi vậy bây giờ em giết thầy Quyền cho anh tin. Ok chưa? Dạ thưa. Đây ơi, đây. Ê từ từ. Nhưng mà lỡ là ca là dịch. Ca là dịch đó anh ba. Ờ em kiếm mọi người tránh ra để em Anh ba. Ủa em ba không thấy hả? Em ba. Không. Ủa sao Bu nói là Bu là cảnh sát? Có người ăn xác, có cần cờ ăn xác luôn. Quên hàng xác. Ủa sao giết ai vậy? Alo. Ủa từ từ mọi người. Chết hai chết ba tùm lum này đây vậy. Ủa anh Quyền chết luôn rồi, Bu cắn ai vậy? Bu cắn ai vậy? Ủa Bu đi rồi mà. Bu nói Bu chết nhiều vậy. Em nói Bu là gì? Anh đi. Bu là cảnh sát trưởng anh. Ủa vậy nó cắn, tự nhiên nó kêu nó cắn anh Quyền mà sao là, nó cắn ai vậy? Vừa rồi có em anh này, em anh Thành đi lờ với lại ai nhỉ? Sky. Thằng Khải, cái xác chết là của thằng Khải đó, xác chết đó của thằng Khải. Có em anh trai Thành đi. Thành với Tada. Em biết hai cái đầu luôn là Bu với lại. Đi Tada. Vậy đâu Tada đâu? Từ từ nè, để nói nè. Bu là cảnh sát trưởng, rồi xong tự nhiên không hiểu sao là Bu với lại thằng Khải là đùng một cái hai người cùng chết luôn. Là không biết là Bu nó có bắn hay Quyền chết. Nó có bắn Khải không? Nhưng mà anh Quyền không biết sao chết nè. Anh Quyền. Ủa, hay là tình nhân với cô Mi đúng không? Hình như là tình nhân với cô Mi rồi. Từ đầu đi chung với nhau. Vậy là hai người đã chết từ đâu đó rồi, hai người là tình nhân rồi. Ây cha. À, vậy là khúc sau là Bu bắn nhầm đúng không? Vậy thôi mình bỏ qua, mình từ từ thôi. Nhưng mà quan hệ ăn xác. Quan hệ nó ăn xác kìa, thấy quan hệ ăn xác kìa. Em đâu có ăn xác đâu. Ăn xác thì có vẻ. Nhưng mà sai nha, cái xác tôi đi lấy cái xác đứng xa luôn á ba. Nghĩ sao vậy? Ở đâu mà xác ở đâu? Tôi với xác tứ ở xa không biết đó. Ở giữa. Trên chập điện. Nè thế đường chỗ ông chuông á, hai cái xác. Tôi với xác tứ ở chạy bên xác luôn rồi. Tự nhiên nhức đầu với tự nhiên con Bu nó đến làm gì mà tự nhiên chết thằng Khải luôn nhờ. Tự nhiên bắn bừa ta. Đau cái đầu với là con Bu quá ha. Không bây giờ có. Anh đi nói Bu là cái gì đi.
Anh đi nói Bubu là cảnh sát trưởng. Vậy có khi nào là anh có khi nào là Bubu phát ron cảnh sát trưởng rồi thằng Khải mới là thằng cảnh sát trưởng thật sự không ta? Rồi thằng Khải nó nghi ngờ Bubu với là anh đi. Thằng Khải nó nghi ngờ Bubu với anh đi. Ủa Bubu đâu có nói với em đâu. Là không có đi biểu rêu không? Nó nói với anh nè, Bubu nói với anh mà. Em thấy Khải mới biết chơi, em thấy có pha này có thể Khải chém nhầm. Ừ, khả năng cao thằng Khải nó đang nghi ngờ con Bu với lại anh Ni nha. Rồi xong nó chém nhầm luôn đó. Ờ, vậy anh em dùng tiếp thôi. Vậy là Bu phát ron à. Bu phát ron cảnh sát trưởng à. Ba ké. Vậy để làm gì? Nhưng mà nếu mà vậy thì cảnh sát trưởng chém cũng trúng con ngỗng quá, chứ không phải là con vịt. Vậy thì lỗi trừ anh Ni ra nhờ. Lỗi trừ anh Ni ra, tại vì anh Ni đi chung với lại Bu nha. Nhưng mà Quang Hề có phải là sát ứng ấy thứ ba không? Lỡ ron đây, tôi có ăn xác đâu. Không ăn xác thì ai ăn? Không, thì qua ông lụm như cái xác. Không, nhưng mà mới nãy thằng Thành dealer chứ, thằng Thành dealer đi đâu? Ủa, em đi sau lưng anh chứ đâu? Là Thành có ở đấy nha ba. Rồi, tứ xì lô là ta đã đi riêng hả? Tứ đi rồi. Đúng, tôi ở trên đạn mới xác. Rồi, vậy là chỉ còn là Thành với Quang Hề đi ngang qua đó. Mình để Thành với lại Kiệt thôi. Lúc đầu ra là tôi đi nghe không còn gì nữa. Sky có thể là ăn xác nè. Quang Hề, Quang Anh nó dĩ cho tôi nữa không nội ơi. Lên đồ ăn xác. Vậy là cay hoặc Quang Hề đúng không? Tôi chỉ còn sót. Vậy boss không? Có boss không? Boss đội trừ đi. Tại vì tôi tin thằng Thành, tôi tin Tứ Xì Lô là tin Tata. Mình chưa có loại Dada mà anh chung. Rồi ok. Trong hai có thằng Dada ha. Skip đi. Hoặc là skip á. Em skip á. Đi ba tính cái thằng nó sẽ chết hai người đó. Vậy là có thể Khải cảnh sát trưởng chém bừa nữa. Nãy tưởng đau vịt đứt bột kêu chứ bột kêu gì chứ hết hồn. Đau nhất cái đầu lâu quá nhờ. Quậy quá, quậy quá, quậy quá. Ta ra. Bây giờ anh theo dõi em, xong cái em đi red xin thằng em đi red xin thằng Quan Hệ đi. Hoặc là Quan đi. Ok em ra. Nhưng mà em kể được gì vậy? Đây nè. Em là gì? Em có 72 hết thuộc các thần thông rồi. Em là đi em. Ghê vậy. Ok. Vậy để làm vụ cách. Bây giờ sao ta đây? Trường học tôi còn 2 cái thứ tử. Mình làm hết nguyên. Làm hết đi. Làm hết vụ đi. Trời luôn, nãy giờ làm. Tại vì anh nghĩ là dịch chết hết rồi. Chỉ có còn phải thứ ba thôi, tại vì nó ăn sát trước mặt luôn. Em cũng nghi là Thành nha, Thành á, Thành với Sky. Bây giờ nè, mới nãy là thằng Thành nó đi chung với Quan Hề đó. Đó, nãy anh em mình thấy là Thành đi chung Quan Hề đó. Nhắm chợ quá ta, anh đi cứ nhắm chợ. Tôi không có một số khoảng cách á. Mấy không? Rồi, ok. Vậy nó thứ 3 á. Có tấm thêm thứ. Nghi ai là chết liền nha. Có thét mà báo cho tôi nha. Có thét báo cho tôi nha. Ok. Có thét báo cho tôi chứ đừng nó. Đừng có báo ra. Em ơi, tôi có nhận thêm thêm. Làm đi kìa. Để tôi check. Đủ mới Thành đã phát ngã. Thành mất sát rồi. Ở đây. Đang làm hả Thành? Xong rồi. Giống Thành đó nha. Bên đây mà. Gì vậy bà ơi, tự nhiên quay lại. Ê, thằng nó spawn ra không đủ, nó đứng dưới sẵn nha. Ủa, Quan Hệ đâu rồi? Quan Hệ trên, Quan Hệ dưới. Ủa, hình như Quan Hệ mất tích rồi anh. Ở dưới, Quan Hệ dưới. Em lại gì? Em ăn sát đúng không? Ba ơi, em
có con dao trong người. Dao à? Vậy nãy giờ em soi được gì chưa? Em soi được cái xác nào chưa? Không, em chưa. Nãy giờ không thấy xì cay nha. Ờ, tứ xì cay này nọ không thấy đâu hết luôn á. Ê, xe. Ui dồi, tí quá. Ở cán chết thành à? Cán chết thành. Mày gán chết nè. Hay. Đồ má này. Tự nhiên ba thằng đi chung mà. Tự quỷ luôn. Cứ bỏ. Ui em quả đối tiếp. Thấy chưa, tôi nghi đúng không ta? Đúng. Ủa mà sao ma kia? Sao ma kia bu giết Khải vậy? Dạ, để em nói cho anh Trung nghe. Thằng Khải, ông Khải đó, ổng là Canada mà ổng quậy như đa đa vậy đó. Em đi kiếm với anh, đi kiếm thầy Quyền, đi ra đâu có thấy thầy Quyền đâu. Xong rồi. Không vậy, có không vậy? Ừ. Vậy là ổng quậy bánh nhân hả? Quậy ổng Canada mà ổng quậy. Xong rồi lúc nhưng sau mà Khải bớt quậy, Khải ơi, bớt quậy. Cái rau bồ câu cũng quậy chen luôn. Trời ơi, cô My với lại anh Quyền, trời ơi, tình nhân, hai người tình nhân đi chung nhau. Tình nhân chết cơ. Trời ơi, sự yên ổi, là vịt nó chết sớm quá, làm khó chơi. Hỏi nó trắng rồi, đừng trông chết sớm. Nhưng mà em hỏi chút mọi người, nếu mà em là ngủ yên là chị Quyền thì sao ta?